Tự chọn lựa là do tại mình, chứ trách hờn ai. Đó. Thí dụ như bây giờ mình hồi xưa mình có chồng, mình đủ thừa, tại cha mẹ không á, ép con lấy cái thằng, nó không chịu rồi mà ép nó lấy cái thằng này à. Vì đừng có trách cha mẹ vì làm chi. Cái duyên cái nợ quý vị phải cặp dính với thằng này, nên ép vô thì nó dính. Chứ nó mà không có duyên có nợ, vì có ép tới cỡ nào nó cũng không dính. Đúng không? Nên từ nơi đó đừng có trách ai chứ nghe. Còn sau này cái lớp trẻ sau này là nó tự chọn lựa không à. Thì chọn lựa sau này khổ thì trách hơn ai. Mình chọn mà quý vị. Nó, mà cái chọn của mình là tính vào nhân quả nha quý vị. Tính vào duyên nợ và nhân quả. Chứ không phải bao nhiêu thằng đàn ông sao mình không chọn, mình thì chọn ngay cái thằng này. Nó lạ tai, nó gặp thằng này là tự nhiên nó kết à. Có những con người á, duyên ngắn duyên dày. Có những con người duyên ngắn mình vừa gặp nó mình thương liền mà thời gian mình hết thương. Cái người kia hỏi câu tại sao hết thương tôi, nói tại vì thương nhiều đủ hơn. Nó thương chứ sao. Vì thiếu nợ của thương nó chỉ có nhiêu mà thương nhiêu hết rồi, hết thương. Rồi nó gặp người kia nó thương nữa. Nên có những người mình nói ủa cái câu này sao, cái chú này sao thấy vô tình quá. Giống như vừa bắt con cá này buông cá này bắt con cá khác. Cái duyên cái nợ của họ nhiều con cá quá, nên nó mới có cơ hội nó bắt được. Chứ nó mà không có cái duyên cái nợ đó, bây giờ cố gắng mà mò cũng không được con nào. Nhớ kỹ nghe. Ừ, hồi xưa những đứa mò cá quý vị, có những con cá mà quý vị biết rằng mình mò mình chụp đó mà nó không dính. Nhưng có những con cá bị khỏi cần mò mà nó chạy vô cái tay quý vị à. Bây giờ mình tu mình mới hiểu ra nguyên lý. Ô thì ra con cá này nó có nợ với mình, khỏi cần mò nó cũng chạy vô tay cho mình chụp nữa. Lạ ghê. Còn có những con cá mình mò mình canh muốn chết luôn mà chụp hoài không dính cá đó. Thì quý vị nghĩ từ con cá đi, rồi quý vị sẽ nghĩ ra trong cái cuộc đời này nó có những người á, có chàng trai á mà thương cô gái này đi lỡ làm ghế ở nhà nhiệt tình cực lực thấy ghê, mà cuối cùng con nhỏ này nó lại lấy cái thằng mà không cần làm ghế một ngày. Thằng kia nó lỡ nó nói thầy cái số phận của con hẩm hiu, lỡ làm ghế bao nhiêu năm nay mà bây giờ con vợ nó lấy người khác. Thiệt tình mà nói con buồn. Những đức nói đừng có buồn, vì nhiều đời nhiều kiếp á, người ta cũng đến làm cho gia đình mình vậy đó, rồi mình không có lấy người ta, bỏ người ta. Đời này mình phải làm cho nhà người ta lãi, rồi người ta lấy thằng khác làm mình đau khổ. Quê sao buồn, đúng không? Nếu như con người mà tích tụ được nguồn năng lượng đó quý vị sẽ tự thấy ra hết luôn. Nên mới nói là người mà tin sâu nhân quả mà sâu là người này ít bao giờ phiền não lắm. Ít bao giờ phiền não lắm. Nhân quả nó mở rộng hết quý vị. Từ tam đồ ác đạo đi đến Phật Bồ Tát là đều đi vào nhân quả. Nó không có cái chỗ nào mà chạy ra khỏi nhân quả hết trơn á. Nhân quả từ cái việc mà quý vị bố thí thì giàu sang, thí pháp thì thông minh trí tuệ, ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài, nó đều tính vào nhân quả hết trơn. Đời này người ta sanh ra đời người ta giàu quá trời mà cao ráo đẹp thông minh, thì trong cái ba cái thí kia người ta tu. Nên đời này người ta sanh ra đời cái tự nhiên là người ta có tiền giàu sang. Tu cái nhân giàu sang mà tu cái nhân bố thí mà, rồi là người ta lại thông minh, quý vị học giỏi luôn. Quý vị thấy trong cuộc đời này có những người vậy mà, hoàn toàn họ đầy đủ hết, vừa giàu vừa thông minh mà vừa đẹp sức khỏe nữa. Thấy không? Là vì ba cái thí này họ gieo nhân đó mạnh quá, nên giờ cái quả đến với họ là được gì. Còn mình sanh ra đời, vừa sanh ra là nó bệnh à. Quý vị thấy có nhiều đứa nít đi nuôi khó thấy ghê, eo họ khó nuôi luôn, là từ cái nghiệp sát sanh. Nó lớn lên đầu óc nó đằng độn là vì không biết bố thí pháp. Tự nhiên gia đình giàu sang mà đẻ đứa này nuôi lớn lên là nghèo te tu luôn, là vì nó không có tài thí. Nên dù nó sanh ra một gia đình giàu nhưng khi nó lớn lên nó không có hưởng được. Còn cái đứa này nó có phước, nghe nhà đang nghèo vậy nó sinh vô gia đình này, mà khi sinh đứa này nuôi lớn lên là tự nhiên đứa này
gia đình làm ăn phát đạt, phát đạt luôn vậy đó. Rồi nó lớn lên là nó đẹp, rồi xong nó thông minh, nó sức khỏe, là ba cái thứ này do người ta gieo nhân, bây giờ nó mới được quả, đúng không? Nè, nên mình mà gặp cái trường hợp mà hẩm hiu mà khổ đau á, mình đừng có đi nhìn cái người ta quá đầy đủ mà mình chách lưỡi tức. Chách lưỡi tức là tổn thêm âm đức phước báo của mình, tạo thêm nghiệp trước. Chách lưỡi tức quý vị, thấy người ta gì cứ chách lưỡi, trời ơi phải chi mình mà được gì, thấy người ta thấy ham, nhìn lại mình sao nó hẩm hiu gì đâu, thiệt tình thấy người ta gì đâu mà thấy ham quá, cầu chờ gắn Phật cho nó chết phức cho rồi. Cái tâm đó nó ác ý đó quý vị ơi. Có những người mình vậy đó quý vị, thấy cái nhà kế bên cái gì người ta cũng được mà lại cầu chờ khẩn Phật cho nhà người ta sập, nhà ta chết. Không biết tu rồi là cái tâm niệm xấu ghê lắm quý vị ơi. Nó nên không? Nên con người phải cần có niềm vui để nó tích tụ một nguồn năng lượng cho cực kỳ cao. Khi năng lượng con người mà nó tích tụ mà dày rồi nghe quý vị, cái buồn khổ trong cuộc đời bị chuyển xây mau cấp kỳ. Không có ai dạy gì thì để cái khổ trong tâm làm gì cho nó nặng. Vì mình để trong tâm những cái thứ khổ nó làm cho mình đi vào con đường tiêu cực. Tuy là nhắc vậy hoài nhưng mà cái pháp này càng phải nói hoài. Nói hoài luôn. Quý vị nhớ nghe, vị nghe những điều này vị có thể thay đổi số mệnh vị đó. Những đức nói cho vị nghe nè, vị thay đổi số mệnh bằng một cái việc làm cực kỳ đơn giản luôn, không có bỏ công bao nhiêu chứ. Đây cuộc đời như đức thay đổi số mệnh nè. Có làm gì ghê gớm đâu. Đi vô chùa, gặp ngay ngôi chùa niệm Phật. Thì giờ quý vị là cư sĩ, vị niệm Phật. Rồi tự nhiên những đức đi vô chùa nuôi người già, những đức nuôi người già. Thì quý vị thương người già, chưa nuôi nhưng mà thương người già. Rồi xong những đức đi vô chùa, những đức ăn chay phóng sanh. Đó quý vị là tập ăn chay phóng sanh. Rồi những đức niệm Phật, những đức khuyên người niệm Phật là bố thí pháp. Những đức ăn chay phóng sanh, những đức khuyên người ăn chay phóng sanh là vô ý thí. Rồi những đức làm chuyện tài thí khiếm thị, những đức rủ quý vị cho tiền người khiếm thị, đó là những đức tu cái duyên của tài thi. Hiện đời thay đổi số mệnh luôn. Thời gian không phải mười mấy năm mà thời gian chỉ có 2-3 năm là thay đổi số mệnh rồi. Đó, nên những đức nói quý vị mà sanh ra đời mà nghèo sơ nghèo sát, nhà toàn là rác, những đức nói quý vị cố công nó cũng nghèo, nhưng quý vị tập gầy dựng cái tâm tu. Những đức nói cái tâm tu nghe, tại vì vị nghèo những đức đâu có nói vị đi cúng dường, mà những đức nói với vị gây dựng cái tâm tu, gây dựng cái tâm tu lại. Người ta thì có tiền người ta làm tài thí, còn mình không có tiền mình tùy hỷ. Rồi mình có sức mình dùng nội tài bố thí, mình thấy ai làm việc gì thiện gì tốt mình dùng cái sức mình phụ trợ người ta một chút, để chùa rửa cái chén, quét cái ngôi chùa, lao cái chánh điện, sắp chỗ ngồi cho người ta tu, toàn là nội tài bố thí không đó quý vị. Nó mà nội tài bố thí nó còn hơn ngoại tài bố thí nữa. Hay giỡn đâu, nội tài bố thí thấy chưa. Đó, rồi thí dụ như bây giờ pháp thí mình niệm Phật, trời ơi dễ quá, đeo máy niệm Phật này quá trời dễ luôn. Cái đeo máy niệm Phật này ngày nào cũng đi chợ mà, thì mấy cô đa phần ngày nào không đi chợ, bây giờ không đi cũng đi nữa. Đi làm gì? Đi tu tà, đi tu pháp thí được không? Đeo cái máy niệm Phật này đi một vòng ngoài chợ được không? Làm đi. Đeo máy niệm Phật này, nếu như có những cô mà ngại trường cái mặt ra người ta nhìn thì mắc cỡ. Có những cô mắc cỡ đó, thì đội cái nón bịt khẩu trang lại, có ai biết mình đâu. Nếu mà nhát nữa thì chơi nó bảo hiểm, lỡ có nó vượt nó đập thì đập vô nó bảo hiểm không có sao. Mà đeo máy niệm Phật ai mà quýnh, trời ơi. Tại do mấy bà ngại, mấy bà mắc cỡ thôi. Có nhiều bà vậy đó. Thì tôi chỉ cho đội nón bịt khẩu trang lại, đeo cái máy niệm Phật bắt đi vòng vòng chợ vậy đó. Nó ghé hỏi đồ, nhìn đồ đạt chút xíu, nhìn nhìn vậy đó. Rồi mua ổ bánh mì cầm vòng vòng chợ ăn chơi vậy đó. Rồi xong mua nửa cái chôm chôm về. Vậy đó mà ngày nào cũng đi ra quận hay quận đi đi tu pháp thí. Cứ chăn thật làm vậy đó rồi vì sẽ thấy cái thù thắng của nó. Thấy không? Không có tiền phóng sanh gì hết trơn, đi ngang mấy cái sạp cá người ta A Di Đà Phật, đeo cái máy niệm Phật đó mà A Di Đà Phật. Gặp ổ kiến là quy y niệm Phật cho nó nghe,
phóng sanh chứ gì. Đừng có phiền não, đừng có buồn, ai để trong tâm đó là đại phóng sanh chứ gì. Người ta phóng sanh quá trời luôn mà người ta đụng, người ta buồn, buồn đầu này, buồn đầu kia, buồn đầu nọ, trách đầu này, trách đầu kia, trách đầu nọ, nên cuối cùng người ta đâu phải phóng sanh. Phóng sanh là phóng những cái phiền não, những cái nghiệp quan gia trong tâm mình ra là phóng sanh. Cái này mình phóng sanh bên ngoài, mình phóng tá lả âm binh, mình đổ rầm vậy. Nhưng mà mình chỉ có cầu hết bệnh cho bản thân. Tại vì phóng sanh là tức khắc sức khỏe à, tuổi thọ kéo dài, khỏi cần cầu, nó cũng là nhân quả là nó đồng mà quý vị à. Khỏi cần cầu, cứ làm đi. Nhưng cái đặc biệt quý vị, nguyên lý của phóng sanh thật chắc nhất là gì? Là trong tâm quý vị những cái quán thù buông ra đi. Niệm niệm hay nghĩ gì người ta, lợi ích cho người ta, đó là phóng sanh đó. Còn bây giờ quý vị phóng sanh xong, quý vị về, quý vị thấy thằng chồng ấy nói đi tu cái buổi này vui vẻ, về gặp thằng chồng này cái này để giết chồng này, sân si, sân si. Nó hoặc là vừa đi phóng sanh đi tu về cái gặp chồng nó bài nguyên xong nhậu, nó ca ôm sùm, tôi với bạn vô đi, hãy nhậu đi bạn, vợ của tôi đi tu biết chừng nào về, hãy đem đồ đạc ra ăn nhậu đi, chơi cho thoải mái, hiểu không? Mình đi về mình vừa bước vô mình nhìn một cái, tôi tự đi tu sớm giờ an lạc về gặp cái mâm nhậu này, tôi tức quá tức. Đi ra sau hè nhìn thấy nó nấu đồ ăn, nó bày, nó liền thao nồi chảo tá lả âm binh, mà cái chảo lọ không, nó liền lên chén, nó liền lên thao, nó liền đầy dính tứ tung lang tàn, rồi á lọ dầu nó trôi ra, nó dính đồ tùm lum tùm la, heo nó kêu sùm sau hè, gà nhảy ỉa phân á lên bếp nút tùm lum, rồi lại bị sùng máu lên liền gì đâu, hiểu không? Tu cả buổi chờ an lạc, về gặp cái sùng máu lên, ra sau hè vừa rửa chén mà nghe phía trước nó nhậu, nó cũng ly á, cầm đồ đập sang, nó la lối sùm phía sau hè, nó quý vị thấy không? Tại vì quý vị thiếu năng lượng, thấy không? Thiếu năng lượng. Mình mà gặp cái trường hợp đó đó, mình đi vô trong mùng mình ngủ giấc, bỏ đại đâu ngủ giấc trước đi, đi tu nguyên buổi rồi đâu được ngủ, về mình đang buồn ngủ mà mình gặp cái tình hình đó là mình nhào vô là mình sanh phiền não. Một là mình đi ra sông hè mình nằm ngủ, hoặc là mình lỡ nhà kế bên chị em quen mình chui vô mùng mình ngủ giấc, mà chui vô mùng cũng coi chừng cái thằng chồng của người ta mà gặp thằng chồng gì, hiểu không? Đó, vì ngủ giấc đi rồi vì thức dậy vì đầy đủ năng lượng liền, lúc đó làm sao cũng được chứ, hiểu không? Còn vì nhào vô bậy bạ là phiền não bồ đề gai nó nổi lên, sân si nổi lên, hoặc là nó nhậu xỉn vô nó nhựa cái ra mình chữ mình tiêu hết trơn rồi. Nên quý vị nghe những điều này, quý vị cẩn thận giữ cái phước của mình, giữ cái phước quý vị. Tại vì chồng mình nó nhậu thì quan gia quý vị, quan gia nó khiến chồng mình được, thì bây giờ ai làm mình cũng không phiền não được, mà thằng nó làm cho thằng chồng làm mình phiền não, thấy không? Làm cho thằng chồng làm mình phiền não thì bản thân của chúng ta từ cái phiền não đó mà bản thân chúng ta hết năng lượng, mà mình hết năng lượng thì con người mình nó khô cằn sỏi đá liền. Quý vị biết rằng con người mình mà có nụ cười thật sự có mùi xuân là do mình có năng lượng đó, chứ con người mà thiếu năng lượng đi, có cười đi chăng nữa cũng giống như khỉ bạc má. Ừ, nó không có bao giờ mà nó cười mà hà rồi đâu, đi gan khỉ bạc má vậy đó, nó cười xả dao là biết rồi, thấy không? Ta nói xả dao là lịch sự, còn này là cầm dao xả, thấy không? Nó không có năng lượng cười mà nó gặp ta cái là cười mà giống như nhát ma vậy đó quý vị ơi. Vậy thấy chưa,
Tại vì đâu có năng lượng đâu. Nên con người tu á, đúng ra là năng lượng mình nó đầy dữ lắm, nhưng mà do bản thân của mình làm tổn thương cái năng lượng của mình, đem chất chứa những cái bận tâm lo âu. Phương pháp nào giúp cho tâm thường vui? Đừng lo quá khứ, đừng nghĩ tương lai, hãy sống hiện tại, nhớ Phật niệm Phật thì thường vui vẻ. Nhưng quý vị nhớ nghe, khi vị nhớ Phật niệm Phật mà thường vui vẻ đó nghe quý vị sẽ thành công được cái hiện tại. Thì hiện tại là nhân của thành tựu về tương lai. Nhưng mà con người ta thường quý vị lo cho những tương lai mà không nhìn hiện tại. Hôm nay buồn rầu mà nghĩ về tương lai, bạn có tương lai không? Đố bạn có tương lai không? Ngày nay vui thì nó mới có tương lai, đúng không quý vị? Bây giờ như Đức hỏi vị, vị trồng một cái cây, vị dưỡng cái cây mỗi ngày nó tươi tốt, xanh tươi là vị biết cái tương lai cây này sẽ ra qua kết quả tốt. Nhưng bây giờ vị trồng cái cây mà cái cây này nó còi cọc hết chứ, rụng lá chùi lủi. Vị nói là tương lai nó ra qua kết quả tốt, không có cửa đó đâu. Bây giờ bản thân quý vị mỗi ngày sống mà nó héo queo, mặt như con mèo, đi đâu cũng như cái bánh bèo, chợ là tợ. Mà nghĩ về tương lai, làm gì có tương lai cho quý vị, hiểu không? Nên con người mà đang giàu sang mà mỗi ngày bận tâm buồn phiền là con người này đang hủy hoại tương lai đó. Có người mà vui vẻ nó mới thành đạt tương lai quý vị ơi. Người ta nhìn quý vị vui vẻ là người ta kết quý vị rồi. Con người mà hoan hỷ vui vẻ nó tích tụ một nguồn năng lượng rất đầy cho bản thân mình, tâm trạng mình cũng sáng suốt nữa. Tại vì mình vui vẻ mình đâu có buồn ai đâu mà mình tối. Niềm vui nó xóa tan nỗi buồn, mà nỗi buồn nó xóa tan niềm vui. Vì tùy vị chọn gây dựng chỗ nào. Nó nên con người mà mỗi ngày phơ phớ là thành công trong mỗi lĩnh vực. Con nhìn mình nó trời như cái bánh bèo mà kêu thành công. Trời ơi, sáng mở mắt ra ngủ tới dậy tóc tai bùm xùm, bước ra cái thằng chồng thấy họ nhìn thấy gớm ghê, nhìn một cái là thôi tao đi uống cà phê, ở nhà tao pha cà phê chú, thôi mày ơi, nhìn cà phê của mày pha tao uống không nổi, tao lỡ quá cà phê, uống cà phê ngon ghê, vợ tao pha phê tao đáng ghét kỳ cục, tướng do tâm sanh, nghe không, nhìn cái hình tướng của mình mà nó xanh ra ly cà phê đáng ghét. Vì thấy người ta bán quán cà phê chưa, có nhọn gái nào bán quán cà phê mà mình lỡ mình uống cà phê mà đem ly cà phê cái ra uống đi, dù có già đi chăng nữa mà bán quán cà phê thì nếu quán cà phê cốc bình thường, quê bình thường thì dạ cho chú cà phê, chú ơi cái này phê này là phê bình thường quá, còn cà phê mà hơi được được một chút thì dù có già cả bước vô uống cà phê thì em bưng cà phê đến thì làm sao, mời anh già uống cà phê. mời anh già uống cà phê nghe. Xong cái câu uống cà phê em nói bỏ chữ già đi em, gọi anh được rồi mà chữ già vô chi vậy, thấy chưa? Ta nói thấy chưa, nên ta phải nói một câu vậy. Bởi vì tại sao mà ly cà phê ta bán nó có giá, tại vì ly cà phê nó có kèm cái chữ anh vào, xưng em đồ, nên cái ly cà phê nó có giá, biết chưa? Còn mình bây giờ mình pha ly cà phê ra, phải chi mà mình mời chồng mình nói anh yêu, uống cà phê đi anh yêu, tóc tay mình chảy ngon lành nha, xịt dầu thơm, đồ thơm thơm, bưng cái ly cà phê lại, người ta uống cà phê mà ta phải nhìn mình có phê hay không nữa, thì nó mới ảnh hưởng ly cà phê. Cái này là 100%. Bây giờ tôi nói thiệt, ai mà bưng đồ ăn cho tôi ăn mà bưng ra đi, dù có làm đồ ăn ngon nghe, nhưng ra mà tôi nhìn móng tay đen thui, thấy không? Nhìn á, bước lại một cái hôi rình, là đồ ăn này tôi không muốn ăn, dù nó có ngon nhưng trước nhất là tôi không muốn ăn. Cái này là cái cảm giác 100% ai cũng có. Giảng kiểu này mới là thật sự giảng nhân sinh nè, thấy chưa?
Tại sao mình nói rằng là gia đình người ta hạnh phúc mà vợ người ta nói nghe chồng nghe, mình nói nó không nghe, mình bèo quá nên mình nói nó không nghe, mình quá bèo. Các vị thấy điêu thiền chưa? Tại sao mà Đổng Trác với Lữ Bố nghe răm rắp? Điêu thiền nó đẹp, nó bưng cà phê ra cho Lữ Bố, nó kêu anh Bố, bưng cà phê đi anh Bố. Mà nó đi ra đâu phải là đi mà đi sóc hước như mình đâu, nó đi ra mà đi yểu điệu. Đi yểu điệu, đi tung tăng như cá liêu thia vậy. Bước ra mà nó như Hoàng Châu Cách Cách vậy. Anh Bố mờ uống cà phê. Thấy chưa? Ly cà phê có điêu thiền có giá nó. Nên từ nó đó mà Lữ Bố Đổng Trác qua uống cà phê hoài. Uống với rồi nó xử Đổng Trác với Lữ Bố chết queo luôn. Hai bậc tướng của thời Tam Quốc không ai địch nổi mà điêu thiền xử lý được. Là vì sao? Cái giá trị của điêu thiền là sạch sẽ và thơm tho. Vậy thôi, vậy mà thành công thôi. Nên ta với người phụ nữ như một loài hoa, thì đã là phụ nữ thì phải thơm tho sạch sẽ mới là hoa. Quý vị coi con bướm nó bay lợ, nó ngó nhìn mấy cái cành hoa là vì hoa này chắc chắn phải có hương thơm. Chứ nếu như một loài hoa mà nó tỏa ra một mùi hương cực kỳ khó chịu thì không có con bướm nào mà bay lợ chứ. Vì phải nhớ kỹ điều này. Nó nên làm vợ người ta nó phải khéo léo. Thì từ nơi đó thì có những lúc mình nói chồng nó mới nghe. Tại mình là một người phụ nữ nói chuyện số 1. Hiểu chưa? Đó, cái này quan trọng không? Nó đều đi vào năng lượng không đó quý vị. Còn quý vị nghĩ bây giờ đã làm vợ người ta rồi, có con rồi, không cần quan tâm đến. Nè, cà phê uống đi. Tóc tai bùm xùm, cộng này, cộng đầu kia, cộng phía trước, cộng phía sau. Sáng ngủ tới gì chưa đánh răng luôn. Hai cục gàng dính hai con mắt. Hồi nãy ở phía sau, mũi giải chải chùi qua một bên. Cái bưng cà ly cà phê này ra, cà phê không còn chất lượng nữa. Bởi vì chồng đi uống cà phê suốt, không ở nhà uống cà phê là do tại với bà. Chưa? Nghe để ý đi nghe. Đó, người ta đi làm mệt về, bản thân mình cũng mệt, nhưng mà cái cảnh giới bên ngoài nó còn bận tâm hơn. Tại vì cái lao cho cuộc sống của chằng cảnh nó bao nhiêu sự tính toán đấu đá về nội tâm mạnh lắm quý vị. Còn mình ở nhà mình lo chuyện nhà, nói với nó cũng trong phạm vi gia đình. Nếu vị biết tu cái nữa thì nó nhẹ quá, nó không đến nỗi quá đáng đâu. Nên khi chồng mà đi làm về mà nói anh ăn cơm đi anh, vô thay đồ đi anh, để em thay đồ cho anh. Anh em giặt đồ cho anh. Hiểu không? Nấu đồ ăn cho anh, ngọt sớt vậy. Thằng chồng nó hết trơn mệt. Thì tức khắc mình mới khuyên nó tu. Bởi vì nó gần mà nó hỏi em sao mà anh thấy lúc nào em cũng vui vẻ mà nói chuyện ngọt ngào hay ghê. Anh biết làm sao? Biết làm sao? Sao? Được gì hay vậy? Niệm Phật đó anh. Đó. Hiểu không? Anh thấy hồi xưa không? Em đâu có ngọt như gì đâu. Là vì hồi xưa em chưa có niệm Phật. Nhưng mà từ khi em niệm Phật và em hiểu được định luật nhân quả thì anh biết không, em hoàn toàn thay đổi tính tình. Nên học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người đó anh. Thấy chưa? Người ta tin liền. Tại vì mình đi học Phật, mình về mình nói chuyện ngọt ngào đàng hoàng, người ta tin mình. Thì bắt đầu người ta học Phật theo, mà người ta không cản. Nhưng mà mình đi học Phật về, người ta còn nhiều cái khảo đảo đó. Người ta thử đủ cách hết, mình chỉ cần ra miệng cái thôi. Là bắt đầu người ta nói câu gì biết không? Ủa mỗi ngày mày nghe Pháp mà, mày niệm Phật mà, mày lại 3000 lại Quan Âm mà, sao mày hung dữ vậy? Còn tao đâu có tu. Mày thấy tao đâu có tu, tao đâu có nghe Pháp. Thì tao phải chữ, tao nói này nói kia chứ. Còn mày tu mày cầu sanh cực lạc, tao nghe nói mày muốn giảng sanh lắm mà. Muốn giảng sanh sao mà tao nói mày mà mày còn cự lại. Tao nghe ông thầy giảng có một câu, ông nói nhẵn nhỏ thành tựu nhỏ, nhẵn lớn thành tựu lớn.
tao thấy mày là không có thành tựu rồi đó. Có bà vợ ngồi đây nè. Ừ, bà vợ của ông chồng người ta. Bà ngồi đây nè, bà nói một câu vậy nè. Chồng của bà đó, nó chửi bà te tua tả tơ. Bà nhịn, bà nhịn dữ lắm. Xong ông chồng nó nói một câu nè: được, mày nghe ông thầy đây giảng, được, mày nhịn tao, mày cứ nghe ông giảng đi. Mày chứ nghe ổng mà mày tu ở cái chùa đó thôi, mày đi đâu là tao đập gãy chân mày. Thì ổng khảo đảo bà suốt luôn. Một ngày kia bà cự lại ổng. Ổng nói một câu: tao đi làm tao kiếm tiền và tao lo gia đình này, mày được thời gian mỗi tuần mày đi tu. Tao thấy tao lo cho mày ăn, mày đi tu uổng công vô ích. Mày ăn xong mày được tu hành, mày được thời gian tu, mà bây giờ tao nói mày, mày cự lại tao, có nghĩa là mày thất bại. Nói câu vậy đó. Ghê chưa? Mày không nghe người xưa nói hả? Chồng chúa vợ tôi hả mày? Cái ông đó miền ngoài, ông còn chơi cái câu gắt gao vậy chứ không có giỡn đâu. Thấy chưa? Cự lại cái ông nói mày tu thất bại. Thấy không? Tao không có tu, nhưng mà tao nói thiệt với mày là mình đã là tu hành thì người ta có chửi cái nào cũng không có cự lại, không có buồn. Mày như vậy mới là người tu. Ghê không? Đây mới là gặp cao thủ rồi đó quý vị ơi. Đây đúng là cao thủ núp trong lá ủ. Ghê chưa? Mấy bà nghe chưa? Ồ, thấy không? Nó thấy không? Nói câu ghê chưa? Đàn ông nó cái góc độ nó sâu lắm quý vị ơi. Không có tu nhưng mà góc độ người ta sâu sắc lắm á. Thấy chưa? Ông vớt một phát cái bà này quỳ xuống. Quỳ xuống: xin lỗi anh, từ hôm nay tuyệt đối không bao giờ dám cự dù chỉ một tiếng. Từ đó sao bà không cự một tiếng gì hết luôn. Mà ông chồng đó chỉ đúng cho bà nghe, có nghĩa là những đức giảng rồi đi lại chùa mình tu thôi. Ông nói: ông thầy này giảng thật nè, giảng thiệt nè, mày làm đúng đi là mày có kết quả. Ông nói vậy đó, 100% luôn đó. Nên quý vị thấy không? Nên mình á, tu học rồi mà mình về chồng mình nói mình cự lại, mình chưa đạt đâu. Nói không phải ép mấy bà quá, mấy bà chưa đạt đâu. 100% với mấy bà, đố có con người nào mà đi cười chê người đàn bà mà nhịn chồng không? Những người nào mà khiêu khích mình, nói mày ngu quá, sao mày cái gì mày cũng nhịn hết chứ, là người phụ nữ đó là đang chăm chích sai. Tại vì cái duyên cái nợ, mình sống với người ta, bản thân mình nhịn người ta không có sai đâu. Nó trong Phật pháp mà, đừng có nói là thiệt thòi, không có thiệt thòi đâu bạn. Cái thiệt thòi của bạn nhất là bạn tạo nghiệp á. Chứ bạn nhẫn nại và bạn chịu đi tiêu nghiệp làm gì có chuyện thiệt thòi. Hiểu không? Bây giờ bạn ở đây á, ông chồng á, nó khảo đạo bạn, nó chửi rồi mắng bạn, nó đánh vô mặt vài cái, nhưng mà bạn tránh được tam đồ ác đạo làm gì có chuyện thiệt thòi. Còn nếu ở đây mà không trả thì tam đồ ác đạo đang chờ mình, thì bản thân mình đó mới là thiệt thòi. Nên chúng ta ở cõi này nhân quả phải tin. Vì thì con người chúng ta sẽ tích tụ được nguồn năng lượng cực kỳ cao luôn. Những đức khuyên những điều này, ai mà không cho vợ người ta đi học Phật? Các con nhận không? Bây giờ các cô đi về chùa, có bao giờ các cô thấy mà những đức rủ các cô đi đâu chơi không? Mà đi làm chi? Từ xưa giờ tôi đi tu 15 năm nay, tôi chưa bao giờ dẫn vợ ai đi đâu chơi. Tôi nói thiệt 100% luôn, tôi mà dẫn là đi đó. Phải giỡn đâu nghe quý vị. Cái miệng tôi nói rủ là đi liền á. Mà tôi không bao giờ ở chùa cho nó yên. Đi làm chi cho nó mệt. Nó, nên những đức từng giảng nói một câu á, những đức mà có đi đâu là những đức rủ người trong chùa của mình á, mấy anh em xuất gia cư sĩ nam đi theo á. Nà, anh em nam không mà như đứa có cho người phụ nữ nào lọt vô đâu. Tại vì đi có phụ nữ mệt lắm. Nó thiệt á. Giảng pháp cho mấy bà nghe thôi chứ đi đâu có mấy bà mệt lắm. Lo cho mình cũng thấy mệt nữa. Tại vì mình để cho mình tự tại, mình muốn ăn cái gì mình ăn, mình muốn làm gì mình làm. Mình thoải mái hơn là có người phụ nữ kèm kèm vô. Nà, nên những đứa nhìn có nhiều người ta đi đâu cũng dẫn theo vài bà cư sĩ. Ồ, mệt muốn chết. Dẫn đi làm chi?
giảng pháp cho bà nghe được rồi, để cho bà phục vụ chồng con người ta. Chứ bản thân của mình hướng dẫn tao thôi. Còn đi đâu là dẫn đệ tử nhà mình đi theo, người bên cạnh người nam đi theo, để mình ăn ngủ gì nó cũng tiện. Chứ không lẽ bây giờ mình dẫn mấy bà theo vô trong phòng mình ngủ chung, phiền phức gì đâu, hiểu không? Hoặc là mình đi có mình thì mấy bà mới qua phòng mình chơi, mấy bà kéo qua phòng chơi á, chứ không phải mấy bà yên đâu chợ. Đừng có nói chuyện dẫn chơi. Như những đức mà đi đâu mình mà dẫn thêm ba bốn bà mà đi, mà nói là đi Phật sự thử coi, mà đi đến nơi nào mà nếu mà không có nhà ở mà khách sạn rồi mình ở thử coi, mấy bà lọ mọ qua phòng ngồi chơi đó. Chứ không có chuyện giỡn đâu quý vị, phải qua ngồi chơi chứ bên kia nói chuyện với ai. Lâu có cơ hội đi với thầy, phải qua ngồi chơi với thầy, hỏi chuyện, hỏi chuyện này chuyện kia. Nó cái này là cái ghê lắm, nguy hiểm, đúng không? Đó, nên Nhân Đức đi đâu là như thế nào, toàn bộ là anh em trong chùa là nam không, đi Nhân Đức không có một người nào bên ngoài mà nói là hộ pháp hộ gì chứ không có. Có tiền bỏ trong túi ra ngoài muốn mua gì mua, muốn ăn gì ăn kệ tôi, ăn xong tự trả tiền cho thoải mái. Chứ để mấy bà cầm tiền bà kia mình phải ăn, bà mua mình không ăn bà buồn. Ví dụ như ba bốn bà mà đi chung mình đi, bà này bà mua cái bánh này bắt mình phải ăn đó, mình không ăn mà mấy bà kia mua cái bánh kia thì mình thích ăn mình ăn, thì cái bà này bà nói thấy chưa, thấy chưa, bỏ công mua cái bánh vậy mà không ăn, mà ăn cái bánh của con nhỏ này bực bội thế ghê. Ngày xưa thì Nhân Đức đã kinh nghiệm rồi, Nhân Đức đi một lần mà Nhân Đức thấy một ông thầy mà ông qua xe 5 lần. Xong Nhân Đức hỏi, Đức là con người gì hỏi để học quý vị. Dạ thưa thầy, vì sao đổi xe hoài vậy? Thì ông thầy ông nói ngồi một chiếc xe thì nó buồn, nó trách mình đi có một chiếc xe hoài, nên ngồi chút đổi qua đổi lỡ cho mấy bà vui. Xong Nhân Đức hỏi, như vậy đổi xe, ngồi xe thôi mà làm gì đâu mà vui. Nói, vậy đó mà qua ngồi vui, thích vậy đó. Chứ ngồi một chiếc xe nó chách nhau, tuy hộ pháp nhưng mà nó cũng đụng chạm. Xong Nhân Đức học liền, học bài học liền đáng giá, để trong đầu để học tập về sau liền. Như vậy sau này tôi có đi đâu thì sao? Tôi kiếm chiếc xe trong chùa của tôi chạy. Nè, ai chấp được tôi, xe tôi đi. Tôi ngồi xe ai trên tôi, xe tôi được không? Đệ tử trong chùa chạy. Rồi, khỏi đổi xe. Mình chạy xong mình gã đường khác mình đi về chùa. Phải re quý vị, đúng không? Nó nên từ nơi đó vậy nó tự tại hơn nhiều. Nên cái cách hướng dẫn Nhân Đức nó không có tác dụng phụ mà chồng người ta luôn luôn chấp nhận. Mục tiêu Phật pháp mình giới thiệu là để cho người ta hạnh phúc cái gia đình người ta. Mỗi một gia đình là tế bào của đất nước, mà mình dạy mỗi gia đình hạnh phúc là mình đang hỗ trợ đất nước của mình tốt. Mà Phật pháp mà hỗ trợ cho đất nước tốt vậy thì ai mà không tiếp nhận Phật pháp? Đúng quý vị. Vị Phan nó nói hai chữ buông xả nghe. Cái buông xả trong Phật pháp tự người, mỗi người lãnh ngộ đi. Chứ không phải là buông xả hình thức tầm bậy đâu. Có cái bà đó bà vô chùa tu, bà nghe ông thầy giảng, bà về buông xả thì biết không? Bà cấp chưa đi tu bà nhìn bà có được lắm. Bà lỡ bà nghe bà về giảng, bà muốn giảng sanh, bà buông xả, bà biết cái gì bà làm sao? Bà nghỉ ăn dọn luôn. Bà lựa đồ cũ bà ăn không? Ngủ sáng không đánh răng. Mặt mày tèm nhem tút nhút. Thời gian chồng bà chửi quá trời chửi luôn. Nó xong từ từ rồi quý vị biết rằng chồng bà bỏ bà luôn. Rồi bà bỏ đạo luôn. Bà lỡ bà nói những đức nè, bà nói nè, con bỏ đạo luôn thầy. Sau này tự nhiên bấm trên mạng xong nghe thầy giảng, thấy thầy này giảng vui ghê ta. Rồi xong con nghe từ từ con mới hiểu. Thì ra cái buông xả là phải nhìn vào hoàn cảnh mà buông xả. Đúng quý vị. Chồng mình nó thích mình đẹp mà mình làm vợ người ta mà mình buông xả cá nhân gì? Buông xả là buông xả nội tâm. Còn cái hình thức bên ngoài mình lúc mình làm vợ người ta nó phải phù hợp. Vậy thì vị thấy Phật pháp có ai trách quý vị được không? Đúng không?
càng học Phật thì càng phong phú. Đâu phải là uống cái máy tóc vậy là không học Phật được. Không phải là bằng cái đầm mà không học Phật được. Không phải bằng cái kiếp đến chùa mà không học Phật được. Có khi người ta bằng cái áo dài mà ta tu chưa bằng cái người bằng áo ngắn. Cái quan trọng là nội tâm của bạn học Phật làm sao mới là quan trọng. Hiểu chưa? Quan trọng là chỗ đó đó. Đâu phải là đeo vàng mà không học Phật được. Tôi thích đeo vàng được không? Có bà kia bà hỏi, dạ thưa thầy, con đi chùa mà thích đeo vàng lắm. Có nhiều người nói rằng đeo vàng đi đến chùa không nên. Con xin hỏi thầy, cái gì không nên? Thì những đức nói rằng không nên nhất là do bà có vàng mà không bỏ vô thùng tam bảo. Còn ngoài ra nó không có chuyện gì trở ngại của bà học Phật hết trơn á. Không nên là do bà có vàng nhiều mà không biết cúng dường cho tam bảo, không cúng dường cho thầy. Việc đó là việc không nên. Chứ nó đâu có trở ngại cái gì học Phật đâu. Thưa quý vị, học Phật là học Phật của nội tâm. Tu giải thoát là cái tâm giải thoát. Cứ hình tướng bên ngoài tùy quý vị phù hợp thôi. Bây giờ những đức là ông thầy không lẽ đi đeo cộng dây chuyền vàng 24. Cái này nó quá vô duyên luôn á. Không phù hợp. Cái vị là cư sĩ bị đeo vàng chuyện của quý vị. Có vàng tôi đeo của ăn trộm cắp của ai đâu mà không nên. Được không? Rõ ràng chưa? Đó. Tích tụ nguồn năng lượng để giúp cho quý vị có một góc độ sâu sắc để nhận thức được Phật Pháp. Thấy không? Trong Phật Pháp là đa dạng trí tuệ nằm bên trong. Chúng ta lại bị chết cứng một khía cạnh nào là mình sai. Phật Pháp là như biển cả mênh mông. Trong biển cả mênh mông nó bao nhiêu muôn loài nằm trong dưới đáy biển đó. Trong một khu rừng bao nhiêu vạn vật nhân sinh đang ở trong khu rừng. Chúng ta chỉ nhìn có một con chim sẻ sẻ thua. Đúng không? Hoặc là nhìn có một con cá mập ở dưới biển thì mình thua. Trong biển nó bao nhiêu loài trong đó, đúng không? Bao nhiêu loài đang dung chứa ở trong biển đó. Nó cái tâm mình học Phật nó phải dung chứa cho nó rộng quý vị ơi là quý vị. Vậy học Phật vậy thì thôi quá tuyệt vời quý vị à. Vui. Nên những đức nói là tôi học Phật từ hôm nay tôi không có buồn ai để trong tâm nữa chứ. Tôi buồn tôi nói cái xong quên đi. Nói làm gì. Hiểu không? Nó có khi chồng con vợ mình nói hoài nó không nghe, mình không nói nó nghe. Nó kỳ cục vậy đó. Mình nói nó hoài nó nói rằng à vì nó thương mình quá. Nó đeo đẳng nó nói hoài, mình làm nư chơi được không? Khi mình nghĩ nói nó sợ. Trời ơi giờ sao tự nhiên nó nghĩ nói vậy trời. Không lẽ giờ nó thương ai khác cơ trời. Lo quá lo. Xong phải tìm cách để gằn lại, thấy chưa? Cả con mình nói nó hoài không nghe, đừng có nói tạo nghiệp chứ. Mình tạo khẩu nghiệp mà nó cũng tổn phước đức của nó. Đừng có nói nữa. Vì mình nói nó không có nghe, nói làm chi? Mình hãy duy trì mình đi. Để cho thành một cái năng lượng quý vị. Không? Khuyên gì nghe, dễ hiểu gì đó. Nhưng mà làm là cả vấn đề đó, phải nghe hoài đó. Ngày nào cũng nghe chứ đó, đừng buồn dặn người để trong tâm. Vậy mà bao nhiêu bà cứ gặp là buồn. Buồn. Cứ buồn hoài à. À. Cái chữ buồn này làm như viết nó quen hay sao mà. Thấy không? Sao không viết chữ vui vậy? Hiểu không? Vì thấy cả ngày nhà Đức cười biết bao nhiêu nụ cười nói chưa? Sáng là nhà Đức bên kia cười một chặp. Giảng pháp cười một chặp. Sáng mở mắt ra là ho số mũi cũng cười. Vậy mà cũng quay phim. Người ta ho số mũi người ta trốn chết mồ. Con này ho số mũi mà cũng a với đào Phật. Được không? Nó bị làm giống người ta vậy đi. Nó người ta làm đường vậy đó. Giờ người ta qua ta giảng pháp rầm rầm nè. Đúng không? Tôi cũng bệnh, tôi cũng ho, tôi cũng sổ mũi, tôi cũng cảm, tôi cũng sốt. Sao tôi cũng làm việc bình thường? Quý vị vậy, quý vị cũng làm việc bình thường, niệm Phật đi. Vui vẻ được không? Được thì làm. Đó, thấy không? Cái này quan trọng đó quý vị.
Nên những cái đoạn đơn giản nhưng mà nhắc nhở sâu sắc. Thấy không? Tôi ngủ gục tôi niệm Phật đó, vì ngủ gục niệm Phật đi. Sao tôi ngủ gục? Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Vậy mà tôi niệm đúng nhịp nghe. Ngột ghê á. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Ai gì đâu Phật, ai gì đâu Phật. Vậy đó mà niệm niệm đúng nhịp nghe quý vị. Niệm đi. Ngon ngủ rồi niệm đi. Có cái bà kia bà nhắn tin mới nói công nhận thầy ngủ mà niệm Phật hay ghê. Thấy chưa? Nên từ đâu đó thì đâu nó cho mọi lúc mọi nơi niệm Phật được. Có nhiều người nói Bắc Kinh. Bắc Kinh kệ tôi. Chuyện này của tôi niệm Phật chuyện của tôi. Ai cung kính niệm Phật thì cái chuyện của quý vị. Còn tôi Bắc Kinh hay không Bắc Kinh thì cái chuyện niệm Phật là chuyện của tôi, được không? Có cái ông đó ông lại gặp như lúc này nè, đeo máy niệm Phật vô nhà vệ sinh đọ chết. Những đức nói tôi đọ kệ tôi. Mấy tôi đeo máy niệm Phật mà tôi vui được rồi, được không? Chúng ta là phàm phu đây nè, mà cái hình của mình mà ta lặng ta nhét tuốt ở trong mà mình còn không trách người ta đây nè. Chỉ cần người ta được lợi ích là mình cho người ta được lợi ích dù chỉ một chút. Đừng nói chi là Phật Bồ Tát mà đi trách mình. Cái căn tính phàm phu bây giờ kiếm người tu đâu có dễ. Nó chạy ra ngoài đường, nó ăn nhậu, nó đua xe, nó quýnh lộn, nó chém xẹt rẹt 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 ngoài đường. Tá lạ âm binh, chòm sớm láng riền mình thấy nó cự lộn, nó chữ lộn bùm sùm, thấy chưa? Vậy mà con người người ta nó chịu niệm Phật một chút. Cái việc này cũng là việc hy hữu. Bây giờ có những người mình kêu nó có niệm đâu, đúng không? Tha thứ hết trơn để cho người ta tu được chút nào, được chút nào đỡ chút nấy. Như những đứa gặp mấy câu hỏi người ta hỏi. Hỏi một vị này cư sĩ cũng nổi tiếng lắm á. Người còn ăn mặn niệm Phật có giảng sanh không? Thì ông lý luận một số câu chuyện. Đã là muốn giảng sanh cực lạc mà còn ăn mặn làm sao giảng sanh? Những đứa nghe cái những đứa giảng bài pháp hôm qua liền. Nó mà bài pháp đó hôm nay gần 20.000 người coi. Mà cái bài đó là cái bài một câu Phật niệm đến cùng nghe. Mà nếu như đứa để một câu Phật niệm đến cùng thì đâu có số lượng đó đâu. Những đứa kêu cắt cái đầu, làm cái đề khác, bỏ câu Phật niệm đến cùng lên cũng kiếm được vài ngàn. Đưa cái đề đó ra mà kiếm được 20. Thấy chưa? Thì thấy không? Cái đầu quan trọng để tính ra đó quý vị. Tuy mấy anh em làm phim nhưng cái đầu những đức là tính ra chỉ đạo làm phim á. Sao? Nó mới thành công vậy. Ở một nơi mà nó thành công vậy là sao? Cần chắc xám suy nghĩ để lợi ích chúng sanh, đúng không quý vị? Chàng ơi, cái người ăn chay mà niệm Phật giảng sanh thì việc này bình thường quá rồi. Còn cái người ăn mặn mà niệm Phật giảng sanh mới cao thủ chứ. Đúng không quý vị? Ngồi suy nghĩ đi, phải không? Có ai mà ăn thịt uống rượu sát sanh hại vật mà niệm Phật sanh cực lạc không? Hiếm gặp người này lắm. Vì họ nghĩ họ sát sanh hại vật hư hỏng, bây giờ niệm Phật giảng sanh cái gì? Miệng mồm nào niệm Phật giảng sanh. Nhưng mà ta nghĩ lại. Nghĩ lại cái gì? Vì tôi ác quá, sát sanh hại vật, làm nhiều điều hư hỏng. Bây giờ mà tôi không niệm Phật nữa thì không còn cách nào vớt tôi. Không, bây giờ tôi chỉ có, tôi cái nghiệp chướng tôi còn nhiều điều sai quấy. Nhưng thôi tôi phải cố gắng niệm Phật, thành tâm niệm Phật. Thầy nói chỉ cần tín nguyện thì được giảng sanh. Nó niệm từ từ thật sự tín nguyện. Thì khi nó thật sự tín nguyện thì nó ăn chay trường chứ làm sao? Phải quý vị? Dễ bị dễ tìm con người ăn chay trường niệm Phật giáng sanh lắm hả? Nó, có những người ăn chay mà nó chửi người ta sùm tối ngày. Có người ăn chay mà tính toán từng chút với anh em đắc đai nó dành tá lạ âm binh. Có nhiều người ăn chay đồ người tu đó nhưng mà nó dành giật đắc đai tá lạ. Thưa kiện từng chút từng đồng từng cắt cũng không lỗi với họ nữa. Có không? Nó, vậy bây giờ nó ăn mặn mà nó niệm Phật thì cho nó cơ hội niệm Phật đi.
không? Có cái bà kia lợn hỏi Nhân Đức: thầy thầy, nhà con ăn thịt, chồng con còn nhậu, nhưng mà ổng cho thờ Phật Tam Thánh, xin hỏi thầy thờ được không? Nhiều người nói nhà mày còn ăn thịt sát sanh mà mày thờ Phật trong nhà tội chết mồ. Sợ quá, bây giờ con ham thờ quá mà bây giờ không biết được không thầy. Con xin hỏi thầy, thầy khai thị giùm. Nó tôi khỏi cần khai thị, nói câu đơn giản thôi được. Nói đơn giản thôi. Bây giờ nếu tôi là một con người đi giảng pháp mà đi chỗ này đi chỗ kia, cái gia đình đó ăn chay hay sát sanh gì không biết, mà là mờ tôi lỡ đó giảng pháp, người ta lỡ ngồi nghe là tôi lỡ giảng à. Tôi không cần thiết nhà đó, cái gì kệ nó. Tôi lỡ tôi giảng pháp xong tôi đi, đúng không? Đâu có dính dáng gì mình đâu. Ôi cái cảnh giới của phàm phu Phật Bồ Tát có dính một chút nào đâu. Mình thờ các ngài, mình nhìn tượng Phật Di Đà để sanh tâm giác ngộ, mình nhìn tượng Quan Âm để sanh tâm từ bi, mình nhìn Đại Thế Chí Bồ Tát để sanh trí tuệ. Ba pho tượng đó để soi gọi cái tâm của mình phát ra từ bi, trí tuệ và giác ngộ. Đụng cái gì cũng tội hết trơn cái chàng. Tội với người chắc lội qua sông hết tội quá à. Thấy không? Nên học Phật cái gì cũng nói tội, nên cuối cùng không ai dám học Phật. Hãy cho người ta học Phật đi, hãy cho người ta vào cửa Phật đi, rồi lúc đó tự người ta sẽ biết cái gì tội, cái gì không tội. Vậy công nhận không? Nếu muốn đi đến thế gian này mà trong mấy chục năm mà độ sanh rộng, nó mà độ sanh được nhiều người, làm lợi ích cho nhiều chúng sanh, thì nên mở cái tâm ra. Mình cứ mở cái tâm ra thoải mái đi, nó tội nhiêu kệ nó được nhiêu phước kệ nó. Nhưng nó tạo tội nhiều nhưng nó có được chút phước thì cũng đó là duyên Phật Pháp. Rồi mình về cực lạc mình trở lại, mình độ nó nữa, mình dẫn nó đi nữa. Đúng không quý vị? Mở tâm ra. Học Phật là không có cái gì mà không được hết trơn á. Tại sao không có cái gì mà không được? Ác cũng được hả thầy? Được luôn. Vì sao? Mày ác mày đọ kệ mày chứ. Tao đâu có kêu mày làm ác, tại mày thích làm ác. Đúng không? Quý vị thấy không? Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không người nói đọa địa ngục cũng tốt. Tại vì sao? Nó đọa địa ngục để mà tiêu tam đồ ác đạo. Tại sao? Tại ở cõi này nó không chịu tiêu thì nó đi vào địa ngục để tiêu tốt, tốt của nó. Còn tao không vô đó đâu mày. Đúng không? Rõ ràng không? Nó, nên mình học Phật, chồng của mình nó không học Phật, chuyện của chồng mình. Mình nói ông không nghe, ông phỉ báng nói làm gì. Mình hãy giữ vai trò mình học Phật cho tốt, miễn ông đừng cản trở. Đúng không? Quý vị mà hiểu nguyên lý này, nghe chúng sanh lợi ích một chút quý vị cũng làm nữa. Chứ càng chúng sanh lợi ích một chút cũng làm nữa. Nên những đức làm nhiều trò ngủ gà, ngủ gặt, ho hen tùm lum. Nó thấy khùng ba trợn, nó nhào vô nó coi. Nó coi xong nó nhào vô cái mình ai với Đà Phật. Nó dùng cái thứ khùng. Xong dính liền. Vậy mà nhiều đời nhiều kiếp mình trở lại mình độ nó. Đúng không? Mình không làm khùng ba trợn thì dạng khùng ba trợn nó đâu có vô nghe. Chúng sanh mấy vị nó thích tào lao. Tào lao là thích nhiều hơn là nghiêm túc. Cái vị nghiêm túc độ chúng sanh có một à. Mấy vị điên điên khùng khùng thì độ 1000. Chọn đi. Đúng không? Đó. Tại sao mà chương trình những đức mà đông với gì? Dĩ điên điên khùng khùng. Điên điên khùng khùng chơi được không? Hả? Điên điên khùng khùng phá vậy. Ông thầy cho kỳ cục cái chảo. Nè. Cái cô Phật tử kia, cô trí thức lắm. Cô nói con rất là quý trọng thầy mà có nhiều việc thầy làm con mắc cỡ quá. Nói cô mắc cỡ kệ cô. Tôi làm mà tôi không mắc cỡ, cô mắc cỡ làm gì? Chuyện của tôi nó tại vì con kính trọng như thầy như một bậc thầy. Nó con kính trọng tôi, cái chuyện đó của cô. Còn tôi có quyền làm cái chuyện của tôi, đây là góc độ của tôi. Đúng không? Nói cô học tôi, thấy không? Cô học tôi mà cô không biết hạ mình. Tôi trên cô mà tôi hạ được, tại sao cô không hạ đi? Đã bao nhiêu năm toàn là hạ không à. Mà cái việc cần hạ thì lại không hạ. Thấy không? Nghe chưa? Hiểu chưa?
toàn là mình ở dưới thấp không à. Mà cái chuyện mà cần ở dưới thấp thì không chịu ở dưới thấp, mà có những việc mà phát triển lên thì không chịu phát triển lên đâu. Nó nên học Phật mà do mình không hiểu. Hiểu chưa? Hiểu không? Các vị thấy mình là người phụ nữ không, bao nhiêu năm ở dưới thấp khổ thấy mồ luôn. Đẻ con bầu bì đồ khổ quá trời luôn. Nó làm thân phụ nữ khổ đau thấy chưa? Bây giờ chỉ có cái hạ cái tâm xuống, là hạ cái ngã, tăng cái tâm tu lên để mà giải quyết vấn đề khổ đau của thân đàn bà này nè. Mà không chịu đâu. Cái cô lại nói rõ ràng mà. Thầy con quý trọng thầy, trời ơi, con hồi đó giờ con nghe pháp và tụi tình không nghe bao nhiêu con người, mà khi con nghe thầy là con buông hết trơn. Bây giờ thầy làm bao nhiêu cái chương trình mà ngồi trong quan tài rồi làm ngã nghiêng ngã ngửa giống khùng quá trợn. Con mắc cỡ gì thầy quá, nói cô mắc cỡ kệ cô. Cô có học không học là chuyện của cô. Chuyện của tôi là tôi cứ làm chuyện của tôi được không? Thôi ôi tào. Tôi bao nhiêu người biết tôi như vậy, người ta quý trọng tôi mà tôi không mắc cỡ. Cô mắc cỡ giùm. Vô duyên. Thấy chưa? Lạ ghê không? Nó cái thờ của Tế Công Hòa Thượng họ làm cái gì để độ sanh trong thờ đó? Như Quảng Lượng đồ trong cái thờ đó nhìn thấy oai nghi ngon lành luôn mà có độ được ai không? Nhưng mà toàn là Tế Công Hòa Thượng điên điên khùng khùng ăn thịt chó mà độ người ta. Đúng không quý vị? Bây giờ tôi chưa đến nỗi ăn thịt chó đó nghe. Đúng không? Nó nên từ nơi đó quý vị biết rằng trong cái thời cuộc nào nếu vị muốn độ sanh phải nhìn ra căn tính chúng sanh. Phật đã đưa ra ba căn cơ rồi rõ ràng không thấy hả? Thờ chánh pháp thì trì giới thành tụ quá nghiêm túc. Thờ tượng pháp thì thiền định thành tụ nó cũng cực kỳ nghiêm túc. Nó đi vào thiền định nổi. Thờ mạt pháp niệm Phật thành tụ, biết câu Phật hiệu này là gì không? Câu Phật hiệu này là cái đại giác ngộ mà Đức Phật A Di Đà tu đã thành. Mà trong câu A Di Đà Phật này lại có đại quang minh, đại sáng suốt, đại vui vẻ, đại quan hỷ, đại tha thứ. Nó đại nằm trong đó hết trơn. Nó quá nhiều cái đại nằm trong đó. Nên bản thân mỗi người chúng ta đã là niệm có Phật hiệu này thì phải phát được cái năng lực của bản thân mình. Đó là trong nhân sinh pháp mà để chuyển hóa chúng sanh đi vào Phật pháp. Đúng không? Dùng đa dạng phương tiện. Người mà hiểu thì tự nhiên sẽ hành trì lợi ích à. Người không hiểu thì được kết duyên. Duyên người ta kém quá thì gieo cho người ta đi quý vị. Duyên người ta kém quá thì gieo cho người ta đi. Nên mình ở một nơi quý vị, mà những cái chương trình những đức làm quý vị để ý một chút nghe. Cái chương trình vui vui gì nó cũng là những đức đem tịnh độ giới thiệu. Tại vì sao? Vì pháp môn tịnh độ này mình nghe cái câu này mình cũng hiểu nữa. Tam căn phổ độ phàm thánh tùy thấu. Tam căn là bậc thượng, nó có ba bậc thượng, thượng trung hạ. Trong bậc trung nó có ba bậc trung, nó từ nơi đó trong bậc hạ nó có ba bậc hạ, mà mình là bậc hạ thấp nhất trong ba bậc hạ. Nên mới nói là chính phẩm vãng sanh. Nó nên thượng trung hạ là ba, nhưng mà trong cái ba bậc đó nó có ba căn tính trong đó nữa, nó mới là chính phẩm vãng sanh. Nên mình nằm cái dạng mà cái căn hạ thứ ba, thấy nó bèo chưa? Bèo hơn bánh bèo nữa. Mình nói cao xa gì, đúng không? Nó nên mà nói là ăn mặn niệm Phật có vãng sanh không? Sao không vãng sanh? Ngủ nghịch trọng tội quay đầu niệm Phật còn vãng sanh. Còn cái chuyện ăn mặn này cũng chưa liệt kê vào ngủ nghịch trọng tội nữa. Chứ vị biết không? Nó chỉ mới có ăn thịt chúng sanh thôi mà. Hãy cho họ niệm Phật đi. Họ ăn thịt con gà con vịt này, là từng con gà con vịt này từng ăn họ. Bây giờ họ ăn lại. Chừng nào mà nó ăn đủ mấy con gà con vịt mà nó đã từng ăn nó thì lúc đó nó ăn chay trường thôi. Quý vị nói muốn ăn chay trường là ăn hả? Có nhiều người phát tâm ăn chay trường mà có ăn được đâu. Vì sao? Vì cái lượng thịt chưa đủ. Đó, cái lượng thịt chưa đủ nên ăn chay vô nói ra không á. Bệnh te tua tả tơ bắt buộc phải ngã chay ăn mặn đó. Có không? Đó, tại vì cái lượng thịt mà thiếu người này còn. Nghe câu này mà mấy người mà còn ăn mặn phái lắm. Nó phái.
Không phải nó mới nghe mình. Rồi nó nghe từ từ mình giảng nó đi vòng vòng chứ. Giảng. Mình giảng từ từ rồi lúc đó nó mới tiếp nhận Phật Pháp luôn. Nó ăn chay trường. Đúng quý vị. Lúc Đức Phật mà về Hoàng Cung á, người huynh đệ anh em dòng họ của Phật á, có một người, một người này thích ăn chơi lắm quý vị, gọi là ăn chơi sa đọ về nữ sắc ghê lắm. Đức Phật kêu người này tu hành đi giải thoát. Người này không, là giờ thái tử mà bây giờ ăn chơi gì cứ đi tu, không có đâu Phật, không đi tu. Nè bây giờ biết tất cả người phụ nữ ở ngoài cái nơi này biết hết trơn rồi, ăn chơi qua hết rồi, bây giờ để Đức Phật dẫn dẫn em đi chơi một chiếc nghe. Ô, Đức Phật mà dẫn ta đi chơi ngon lắm nghe. Dẫn em đi chơi ở đâu vậy Phật? Dẫn lên trời chơi với tiên nữ được không? Nó thò Phật công nhận ngon lành ghê, dẫn mình lên trời chơi với tiên nữ á. Dẫn ông lên trời, gọi tiên nữ thì đẹp hơn cái người phụ nữ thế gian này quá đẹp. Nhìn gì đâu mà mê mẩn, phụ nữ gì trên trời đẹp dữ trời, quá đẹp. Xong lên trời chơi xong dẫn xuống địa ngục. Dẫn xuống địa ngục nhìn cái con nhỏ tiên nữ đó, tương lai nó đọ trong địa ngục, mày nhìn đi. Trời là trời, nhìn nó còn hai bộ xương không. Nó con nhỏ đó đó, bây giờ Đức Phật dùng đằng thông biết một phát, tiên nữ kế bên con nhỏ này là tiên nữ, nó sẽ thành vậy đó. Rồi xong phát tâm về tu hành cầu giải thoát luôn. Thấy chưa? Công đoạn này trong kinh thì nó không phải là như vậy, mà cách diễn đạt tôi là như vậy. Đại ý nó là như vậy đấy. Dễ hiểu đúng không? Mới nói là giảng pháp. Giảng pháp nghĩa là giảng ra những cái văn tự trong kinh mà mình không hiểu, để cho mình hiểu nguyện cái nguyên lý làm sao mà chỉ dẫn mình tu thì gọi là giảng pháp. Có nhiều người hỏi, ủa sao thầy không có đọc sách nhưng mà thầy kể chuyện tối ngày à? Kể liên tục hết chuyện này tới chuyện kia, hay vậy trời. Nói miễn tôi kể sao mà giống Phật Pháp thôi. Tôi kể sao không biết mà nói là Phật Pháp là được rồi. Quý vị kể được như tôi không? Không có cửa đó đâu. Hiểu chưa? Tôi đâu có đọc sách đâu, cả ngày tôi cũng chưa đọc, một năm tôi cũng chưa đọc nữa. Nhưng mà sao tôi kể chuyện tối ngày, kể tá lạ bên chuyện luôn. Đụng đâu kể chuyện trong mà nhiều dữ hết trời. Câu chuyện đó tôi chỉ cần nghe qua thôi. Tôi cũng kể được rồi. Còn người ta thường kể chuyện bị khổ là gì biết không? Phải kể đúng cái câu chuyện viết đó ra. Cái câu chuyện viết đó mà kể ra nguyên văn thì nó đâu có phù hợp cái hoàn cảnh. Đâu phù hợp hoàn cảnh đâu. Thấy chưa? Nó giống như thời Đức Phật là cái hoàn cảnh đó, nhưng mà thời mình là hoàn cảnh khác. Giống như thời Đức Phật thì ba y một bát tối ngủ gốc cây, mà khi đệ tử Đức Phật qua bên Trung Quốc thì lúc đó bên Trung Quốc người ta trọng về nho gia, thì cuối cùng người ta phải xây nhà cho thầy ở như hoàng cung. Lúc đó thì qua bển phải tùy thuận chúng sanh, đắp y áo rồi hoàn toàn hoành tráng lại, vì bậc đại sư thầy dạy người ta mà. Thì đệ tử có tâm hiếu kính vậy thì mình phải tùy thuận đệ tử, đúng không? Nên mới nói là Phật Pháp là bổn thụ hóa, hiện đại hóa bổn thụ hóa. Mình học Phật mà mình bị chết cứng nên bản thân mình không phát triển được Phật Pháp. Quý vị thấy những đức học Phật nó có lỗi thời chút nào đâu. Trẻ chung gì gặp những đức nó cũng thấy thích. Tại vì sao? Được, tốt con. Dạ con uống cà phê thầy, uống đi con. Con lại chùa con ăn cơm nhiều, con sợ mang tội, con ăn hết cả chùa cũng được. Càng ăn nhiều càng có phước con. Có gì có tội hết trơn á. Đi đến đây gặp thầy đừng có nói hai cái chữ tội ở trong đây. Cái chữ tội nó từ xưa tới nay nghĩ nó nhiều quá. Giờ đừng có nghĩ chữ tội nữa con. Chứ nghĩ chữ gì thầy? Nghĩ chữ có phước á. Đừng nghĩ có tội nữa. Đúng không? Thế vì tâm nghĩ sự thành. Vì nghĩ cái gì thì ra cái nấy à. Bây giờ thí dụ như vị nghĩ vị làm cái nghề làm thợ bạc, thiên thanh là cái thanh, thanh là cái nghề làm thợ bạc. Tại vì quý vị sẽ học cái nghề đó, vị nghĩ nghề đó vị học, học từ từ tâm vị nghĩ làm thợ bạc, làm thợ bạc, làm thợ bạc. Vị học viết
quý vị thành nghề làm thợ bạc. Thành rồi đó. Tâm nghĩ sự thành, đúng không? Như bản thân Như Đức nghĩ mình sẽ thành giảng pháp, Như Đức sẽ luyện cái môn giảng pháp, thấy chưa? Luyện từ từ tới nhân duyên chín mùi, những đức giảng pháp thành rồi đó, phải không? Như cái ông đó, ông vẽ ngựa, cái câu chuyện Hòa Thượng không kể, ông ao công vẽ ngựa, ông vẽ ngựa, ông có quan sát hình tướng của ngựa đứng, ngựa nằm, của ngựa ngồi, mọi cách của con ngựa ông phải nhìn ra, để ông đem tất cả hình tướng của ngựa ông để vào cái đầu ông. Họa sĩ phải vậy đó, người ta phải có sức mà gọi là mà tiếp nhận được cái hình ảnh đó, và người ta thu thập vào bộ não người ta, xong khi người ta viết là hoàn toàn trong bộ não người ta là hình thành ra được một cảnh vật đó để người ta viết. Vì người họa sĩ này viết mới đẹp. Chứ nếu như người họa sĩ mình như mình nhìn cái bông, a màu xanh hay viết màu xanh, a màu nâu hay viết màu nâu, họa sĩ này không bao giờ viết mà có hồn được. Nên giống như người mà viết bùa cũng vậy nè, người ta chỉ cần đặt cái tâm vào một cái, ta cầm cái bút lên, hiểu không? Là người ta chỉ cần mà nghĩ đến cái chữ viết ra thôi, thì ta cầm cái bút lên tay, người ta cầm hai bên. Thấy chưa? Tâm hoàn toàn định. Trước mặt người ta là một tờ giấy, người ta cầm cái viết lên. Bùa đó linh. Vì toàn tâm toàn ý viết cái chữ đó ra thì lá bùa linh. Còn mình mà viết bùa mình cầm lên, muốn viết cái gì ta viết cho, hả? Bao nhiêu tiền viết đi 100 lá bùa của ông linh. Người viết bùa linh là chỉ một phát, một rẹt, đưa dòng chữ đó về lá bùa đó linh. Tại vì cái tâm của họ hoàn toàn đặt vào cái chữ đó linh. Không? Người ta viết ngựa mà ta nghĩ về hình ảnh con ngựa. Xong buổi trưa ông nằm ông ngủ, vợ ông vô kêu ông, nhìn trên cái giường ngủ là một con ngựa. Thì ghê chưa quý vị, câu chuyện có thật 100%, và Thượng Tịnh Không giảng luôn. Xong nhìn lên cái giường ngủ là một con ngựa, và vợ hòa bà la lên một phát, ông giật mình tỉnh dậy là ông chứ không phải con ngựa. Ghê chưa? Trong khi đi ngủ là tâm thức yếu, những cái gì mạnh thì nó phát triển hiện hình ra, hiểu không? Vậy thì khi quý vị mỗi ngày quân tập câu ai với Đà Phật, thì khi quý vị bỏ cái thân này thì cái tâm thức quý vị là mạnh nhất, là câu Phật hiệu, thì bây giờ cực lạc chứ sao, đúng không? Gây dựng cái nào thì ra cái đó, là tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, là như vậy. Nó cuộc đời mình bây giờ mình nghèo, mình sinh ra đời mình là một người nghèo xấu, mình buồn chán. Mình buồn chán vì cái nghèo xấu là do bản thân mình đặt vào cái nghèo xấu, mình buồn chán. Thì khi mình đặt vào vấn đề của buồn chán thì tâm mình đặt vào cái buồn chán. Mà đặt vào buồn chán thì càng đặt vào thì càng nghèo, càng đặt vào càng nghèo, càng đặt càng nghèo. Mình đặt vào buồn chán thì sao giàu? Vậy thì muốn thay đổi cuộc đời thì bằng cách nào? Là mình phải làm sao vượt lên số phận. Vượt số phận bằng cách nào? Là làm cố gắng. Không phải. Vượt lên số phận là bản thân mình không bị cái nghèo buộc ràng, không bị cái xấu buộc ràng. Khi không bị cái xấu buộc ràng là chúng ta không bị mặc cảm. Không bị cái nghèo buộc ràng là chúng ta không cảm thấy tủi thân. Hai cái việc này đã vượt qua được thì phước báo bị tăng lên và số mạng thay đổi 100%. Nếu như quý vị mà nghèo khổ, bị vượt lên chính mình đi làm, làm cố gắng lên, chưa chắc giàu, vì số mệnh không có tiền. Số mệnh không có tiền sao giàu, đúng không? Những đức đã từng cố gắng mà có giàu đâu, nghèo muốn chết. Ngoài đời mà tự là tự có một mình một mà Tết năm nào cũng mượn nợ về ăn Tết mà xạo dữ lắm, nghèo mà xạo. Nhân đức là quý vị biết cái tích nhân đức là phái làm giống người giàu, kỳ cục lắm, phái làm giống người giàu lắm. Đi vô quán cà phê thấy người ta ngồi, người ta giàu, người ta uống cà phê ta gác chân, người ta nhịp chân gác theo được không, không biết hút thuốc, thấy người ta cầm điếu thuốc hút quay phong quá, lấy anh hai điếu thuốc hút được không, giống người ta chứ làm sao. Thấy người ta mang mấy kiến đen, thấy người ta mang mấy kiến dạo đi ngang, phải không? Thấy mang mấy kiến đen hút điếu thuốc, thấy quay phòng giống xã hội đen, phái giống xã hội đen nữa. Cuối cùng kêu mắt kiến ra đây biểu cái nhiêu vậy, nó dạ 50 ngàn, 15 ngàn đi. Đó, trời trời,
anh Sang mà trả giá dữ với anh. Sang thì sang chứ mày, trả đúng giá mua đàng hoàng chứ. Mày sao? Nó thôi 20 đi, 15 mày. Mắc kiến tao mua hoài, tao quá biết mà, 15 ngàn. Xong rồi thôi anh biết giá chứ, bán đại 15 ngàn. Bán 15 ngàn xong thối tiền lại. Thối tiền xong bo 5 ngàn đó mày. Xạo tới ghê. Mà mới kiến đèn vô hút điếu thuốc sặc. Tại đâu biết hút thuốc đâu. Đâu biết hút thuốc, kéo vô một cái đâu có biết. Ra lơ mũi, thấy người ta ra lơ mũi ra theo. Đâu biết trời. Đâu biết hút thuốc đâu quý vị. Từ xưa thì đâu biết hút thuốc đâu. Cầm điếu thuốc. Hút thuốc gì nè. Nhìn qua bên kia thấy người ta hút thuốc, người ta hút cái từ lỗ mũi ta ra khói. Sao kỳ vậy ta, sao mình hút hoài mà khói lỗ mũi nó không ra. Kỳ cục cái chợ. Mình ngồi mình suy nghĩ mình nói, à chắc chắn là nó ngậm miệng lại. Thì bây giờ cái miệng ngậm lại thì khói nó ra lỗ mũi chứ sao bây giờ. Chứ đâu ra lỗ mũi nó ra đâu. Mình nghĩ được gì quý vị. Tự nhiên mình hút mạnh thì mạnh thì mình ngậm miệng lại. Cái lỗ mũi nó ra mà nó không có quen được như người ta. Nó ra một số nó chạy vô trong. Tàu vô nó sạc muốn chết mồ luôn. Sạc quá trời sạc luôn. Xạo thấy ghê. Còn lần đi xuống cầu muối á, quận 4, khu vực xã hội đen nhiều. Vô trong cái quán bia ngồi uống, thấy mấy thằng kia kêu hai điếu thuốc xì cọt ra. Bự bự quý vị. Thấy người ta hút nó. Xì gà của nó phải xì cọt, xì gà. Xì gà của nó lột. Mấy ông bạn nói, mày xuống đây hút. Chúng tôi nói, nó hù mày chết. Nó ở gì hả? Cho anh điếu. Tò ô cũng ngậm, mà ngậm đâu có biết hút gì đâu. Uống quá cừ quá, thằng chết. Phải làm giống cái kiểu người ta sang trọng. Làm văn thứ dữ. Sáng mai về bọn quần đùi nấu ăn muốn chết. Con lần vô cái quán ngồi chơi xong bo tiền cho mấy em. Sáng mai nấu ăn bọn quần đùi nó vô ngay cái quán cơm mình nó ăn. Hỏi tờ tờ anh hôm qua chủ mà. Anh phải xuống anh coi nhân viên nó làm việc. Nếu anh mà không biết cái việc mà nấu ăn này thì làm sao coi nhân viên được. Anh phải giả dạng giống hịch nó luôn. Xạo thấy ghê thì quý vị ơi quý vị. Mà nghèo sơ nghèo sát. Nghèo thấy ghê. Chơi có một đêm một không còn cắt. Ngày mai đi vòng vòng đường Xuân Nguyệt Ánh. Đi bộ. Không có tiền thì đi bộ vòng vòng chơi chút về ngủ. Vị thấy không? Nghèo mà xạo. Đâu có biết tu phước duyên gì đâu. Nên nghèo sơ nghèo sát. Không có một cắt bạc luôn. Muốn vợ không có tiền cứ vợ luôn. Nhờ vậy mới đi tu. Trời ơi anh Tẩu. Coi cái thằng đó lỡ nó kính trọng mình thấy ghê. Nó nghe mình giảng pháp nó quỳ xuống. Nó dạ con bạch thầy. Nhân duyên giác ngộ như thế nào mà thầy đi tu. Nói mày leo lên ghế mày ngồi đi. Tao kể cho mày nghe cái nhân duyên giác ngộ của tao. Nó lên ghế nó ngồi mà nó chắp tay nó. Mày để tay xuống đi. Mày đừng có làm tao khó nói chuyện. Mình bình thường mà quý vị. Nó là nó thật sự mày, bây giờ hỏi nhân duyên giác ngộ thì sao mà thầy đi tu. Giờ thầy kể cho con nghe, con lắng nghe nha. Cái nhân duyên của thầy nó không có đơn giản chút nào. Đầu tiên con hỏi chuyện nào. Nói thầy còn trẻ thầy đi tu. Mà thầy không có gia đình. Nói tại vì tao nghèo không có tiền cưới vợ. Nói trời ơi. Quá đơn giản vậy thầy. À đúng rồi, tao nói thật vậy thôi. Nghèo không có tiền cưới vợ con. Một cái. Rồi vì sao thầy đi tu. Vì làm hoài mà không dư giả đi tu được không con. Ba buổi cơm thấy khổ quá mà cứ lang thang hoài. Thôi đi tu phức cho rồi. Đi vô chùa có ba buổi cơm cũng được rồi. Tôi nhân viên giác ngộ vậy mà đi tu. Nói tờ là tờ. Nhân viên gì mà nó lạ dữ vậy tờ. Nhưng mà nói cho con biết. Con đừng có xem thường cái nhân viên này.
cái nhân duyên này nó phù hợp với cái cõi ta bà hiện tại đó con. Gì hả thầy? Chị ngồi đúng không? Phải giỡn đâu nghe. Nếu như mà cao xa quá người ta làm theo không được. Phải quý vị? Đó. Bởi vì ai mà hỏi mình nhân duyên gì mà giác ngộ đi tu, mình nghe mình ớn sưng sống. Tại vì sao mình có cái gì đâu mà giác ngộ đi tu? Như hòa thượng ngày đồ ngày còn nhỏ, ngày thiện căn dạy ngày đi tu đồ từ còn nhỏ. Còn mình thì thôi, lăn lộn trong chốn giang hồ bao nhiêu năm, tờ giấy nó lem luốc bụi bặm phủ đầy. Rồi mình vô chùa là mình chỉ có là tẩy bớt cái bụi phủ trên cái tờ giấy trắng của mình thôi. Trong cái khoảng thời gian 15 năm, bản thân của mình vừa tẩy vừa chùi, vừa tẩy vừa chùi cái tờ giấy đó thôi. Nhưng ai nếu là người hữu duyên thì chúng ta cùng chùi tờ giấy của mình thôi. Có gì đâu cao xa quý vị, đúng không? Đó, nhân duyên của mình không có gì cao siêu hết, thấy không? Chỉ là gặp tịnh độ một con người đơn giản bình dị niệm Phật thôi. Rồi tự nhiên hình thành bây giờ nhiều người quý trọng những cái điều đơn giản nói ra. Mà ta nghe ta cởi mở tâm tư nên ta kính trọng, ta quý mình. Là ta quý cái pháp của Phật đưa ra, đúng không? Còn bây giờ mấy vị mà chịu, bây giờ mấy vị kêu Nhật Đức nghỉ tu đấy không? Nhật Đức lên thành phố lại là bạn bè nhậu người xưa nó tập trung lại liền. Ngộ lắm, Nhật Đức đi đâu tập trung mau lắm mấy vị ơi. Đi tu thì tập trung cũng mau mà đi nhậu tập trung cũng mau. Lên thành phố lại cái là bạn đồ đờ lại, thấy không? Đội nón đồ lại ha. Cái đồ mang dài đồ vô cái điện thoại dài bạn tập trung lại. Rồi thì ngồi đường phố nhậu bình thường thôi. Thì bỏ Phật pháp ra cái là Nhật Đức vẫn là như ngày xưa. Đúng không? Nên bản thân mình không có gì ghê gớm quý vị ơi. Chỉ nhờ Phật pháp thôi. Nên chúng ta nếu mà không có Phật pháp, chúng ta là người gì? Là phàm phu tục tử. Nên nhờ chúng ta học Phật mà người ta kính trọng pháp, mà ta kính trọng luôn mình. Kính trọng lan can quý vị. Nó. Nên một con người đến với cuộc đời này quý vị, không phải giàu mà được tôn trọng, không phải nghèo mà được khinh chê, không phải. Tôn trọng hay khinh chê là do hành động quý vị sống trong cuộc đời này mà ra. Đúng không? Đó. Ngày xưa những đứa cũng hô cũng xấu, mà trên thành phố thì bị nhiều người khinh chê vì ăn chơi hư hỏng. Bây giờ đi học Phật cũng hô cũng xấu, cũng là học lớp 3 như ngày xưa, nhưng mà tại sao được nhiều người kính trọng? Vì cái hành động nó thay đổi lại thì người ta đổi góc nhìn với mình. Chứ làm sao quý vị? Giống như một người ăn trộm, mình ăn trộm ăn cắp thì quả báo của nghèo nàn. Mà mình ăn trộm ăn cắp thì con mình từng đời cũng bị mang tiếng mang tay là cha mẹ ăn trộm ăn cắp. Con cái mình ngóc đầu lên không nổi. Nếu con mình mà muốn vào trong nhà nước làm, người ta coi vào cái lý lịch của dòng họ thì thấy có ăn trộm ăn cắp này kia tầm bậy, không đưa vào liệt kê gì lý lịch tốt, rớt. Đúng không? Làm cha làm mẹ mình làm ảnh hưởng con cháu sau này. Mình nghĩ những điều đó thì mình bỏ nghề ăn trộm ăn cắp. Ngày xưa mình ăn trộm ăn cắp người ta gặp mình là ta tránh. Nhưng bây giờ mình nghĩ ăn trộm ăn cắp người ta gặp mình người ta kính. Chứ làm sao? Đúng không? Lãng tử quay đầu quý hơn vàng quý vị ơi. Trong cuộc đời này con người ai mà không có cái sai. Nhưng mà sai mà biết sửa mới đáng quý chứ. Thấy không? Tôi hồi xưa mà tôi gặp người nữ một cái là thấy không? Mà giờ bên cạnh tôi người nữ quá trời nhiều. Nhưng mà tại sao tôi sống bình thường với họ mà thương yêu, mà mình càng ngày mình tu mình thương người nữ nghe quý vị. Ngày xưa mình thương bằng một cái tâm con người, mình không có nghĩ ngợi cho người ta đâu. Mà bây giờ mình thương người ta, mình nghĩ là chỉ có tu mới thay đổi được cái số phận người nữ khổ đau. Ừ. Nên những đứa có nhiều cái nghĩ cho người nữ lắm đó quý vị. Cả mọi cái cô trong chùa mình mà những đứa lo từng ly từng tí vì sao? Vì mình ngày xưa, những đứa ngoài đời ngày xưa ưa gạt phụ nữ lắm quý vị. Ừ, nó kỳ cục lắm quý vị ơi. Gạt phụ nữ ghê lắm. Nhất là phụ nữ dưới quê lên gạt người ta. Chơi xạo ghê. Chơi điểu quý vị. Gạt phụ nữ là điểu phải không? Phải điểu quý vị. Điểu không? À, ta dưới quê đồ lên ta hiền hiền là bộ gạt người ta. Thấy không? Nó đó là xấu. Bây giờ mình đi tu mình phải bù đắp lại cho phụ nữ. Không? Chỉ dạy ta tu, nhắc nhở người ta, hướng người ta đến giải thoát. Nó thấy chưa? Nó rồi chọc cho mấy bả vui nữa. Thấy chưa? Hồi xưa mình làm ta đau khổ nhiêu, bây giờ mình làm cho người ta vui nhiêu. Hiểu không?
Nó bây giờ mấy ông đàn ông nhớ nghe, tội nghiệp phụ nữ, vì phụ nữ là mẹ của mình đó, chứ gì nữa trời. Nói câu để ca tô tô chứ thật sự phụ nữ là mẹ mình chứ gì nữa, chứ mẹ mình phụ gì. Hiểu không? Nó nên á, những đức nói phụ nữ, thấy không, họ là một nhà sản xuất cao cấp, chúng ta phải luôn luôn chú trọng cái nhà sản xuất này nghe. Nếu mà chúng ta mà không có cái nhà sản xuất này là chúng ta bị diệt chủng chứ sao. Hiểu không? Dù mình có cao thủ cỡ nào đi chăng nữa mà phải nhờ cái nhà sản xuất này, thấy không, để sanh sản ra nhân sinh chứ, rồi nó phải nuôi ra nó nhân số mới đông gì nè. Đúng không? À, nên phụ nữ là một nhà sản xuất cao cấp mà rất nhiều câu ca dao đều là viết về người mẹ và người phụ nữ. À, thấy chưa? Thì thấy không? Một năm giờ mà nói lễ về người phụ nữ là nhiều hơn nam, phải không quý vị? Nên quý vị đừng có buồn nghe, dù có khổ cái nào cũng đừng có buồn, vì mình cũng được tôn vinh mà. À, quý vị cũng là có công lớn lắm á, sanh con và nuôi con và dạy con để đào tạo cho con những con người có lối sống ý nghĩa để giúp cho đất nước chúng ta. Nên người phụ nữ là một vai trò rất quan trọng. Tội nghiệp họ, đừng nên gạt họ, mà hãy thương yêu họ. Hổn thì dạy lại. Nói khen mấy bả vậy chứ bả thì cũng hổn ác đạn lắm chứ không phải chuyện dâm. Ồ, với cô trong chùa mà nó vô chùa nó tu rồi chứ nhiều đứa nó cũng dữ lắm đó quý vị. Khi dữ quá dữ thì như đứa làm nè, im miệng nghe, hung dữ là chết. Sợ lắm quý vị. Như đứa chẳng nhìn một cái, như đứa nói vài câu là xanh mặt xanh mặt. Sợ. Tại vì sao? Vì nó quý mến mình quá, mình nói nó phải sợ chứ, đúng không? Mình thương mình thương, mình chọc cười là chọc cười, nhưng mà lúc mình nghiêm đừng có giỡn anh chứ. Vậy đó nên đó, cả trăm cô nó mới bình yên được. Chứ nó mà không sợ mình thì nó quýnh lộn cho mà thấy, nó quýnh cho mà thấy. Giờ này đang ngồi ở đây mà ở dưới đó nhóm cô Châu đồ nấu ăn kịch liệt ở dưới mà vui vẻ là vì sao? Vì họ quý trọng mình, họ phải lo cho Phật tử. Giờ này mà bên chùa Hộ Pháp nó nấu ăn kịch liệt, mấy chục đứa nó nấu bệnh đó, thì do nó quý mình nó mới lo công chuyện gì. Chứ nếu mà nó không quý, nó không tôn trọng ở bển, nó đè nhau, nó quýnh lộn, ầm ầm ầm, đầu chọc lóc mà nó cú nhau, sưng đầu sưng cổ. Quýnh, phụ nữ nó đánh lộn kỳ lắm, phải như đàn ông. Mình mà nhìn cái ông đàn ông mà bị vợ đánh, mình nhìn mặt là biết người này là phụ nữ đánh, chứ không phải đàn ông đánh. Đàn ông mà đánh thì mặt quý vị là bầm một cái cục nào thôi, hoặc là địa điểm nào là ra địa điểm nấy. Còn phụ nữ mà đánh là mặt mày bị cứ như là bèo nhèo á chứ. Nó quào, nó cấu, nó xé, chay chùa. Có cái ông đó bị vợ đánh mà từ đầu cho tới chân ổng là bấy luôn. Vậy đứa nói ông bị đánh gì mà giả mang gì. Nó nói là nó cởi đồ sách cho nó đánh. Trời, con nhỏ này nó ác như. Đánh gì mà nó đánh kỳ cục vậy trời. Ổng trời, ông lợi chùa, ông tu mà ông xin tu mà ông khóc hu 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 vậy đó. Mặt thẹo dứt tùm lum, những đứa vừa nhìn như đứa nói ông bị vợ đánh đúng không? Trời, thầy, bộ thầy có thằng Thông á? Tôi không có thằng Thông, tôi nhìn ông là tôi biết phụ nữ đánh. Tại vì chỉ có một cái chiêu của phụ nữ mới đánh được ra cái một cái hình thể này thôi. Tàu ô nó ngắt mà quý vị biết, chạy khúm 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 đầy mặt, nó wow, nó cấu. Ông nói, thầy ơi, con nói với thầy nghe cái thầy, có khi con thấy con nam nhi mà sao con hèn quá. Con lấy nhầm con vợ có giỏ thầy ơi, đánh không lỡ nó. Thầy biết rằng không phải chỉ có cái mặt không đâu thầy, thầy coi nè thầy ơi. Ông vén bụng lên, trời ơi, lưng gì bụng gì nó wow quý vị ơi. Chắc nó dùng cái môn vô công mà củ âm bạch cốt chạp, nó wow. Nhưng Đức nói vợ ông để móng tay dài đúng không? Nói sao thầy biết? Chắc chắn luôn, móng tay dài nó mới wow được cái môn này. Nó đụng, nó để mười ngón tay dài thầy ơi. Wow, từ cần cổ ổng nghe quý vị dài dài xuống tới cái bụng. Những đức nó còn nó không, ổng nói thầy cần coi con cỡ quần ra cho thầy coi. Nó wow sạch luôn.
mông gì chỗ nào cũng chảy máu, đường 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 nó quào nó quýnh. Con nhỏ nó ác nhân, nó quýnh gì nó quýnh dã man vậy trời. Thì thấy phụ nữ không phải hiền nghe quý vị. Vì công nhận quý vị là phụ nữ, vì thấy bị hiền không? Không, thấy chưa? Không hiền đâu. Nó nên người ta xem người phụ nữ người ta tôn vinh là một loài hoa. Nhưng mà hoa cũng có nhiều loại hoa quý vị à. Có những loại hoa mà gai góc một tùm lum cũng ghê lắm. Hiểu không? Nó nên nó quýnh thì ghê thiệt. Nó vô đây tu, xin tu, thấy tội nghiệp quá nhận luôn. Bị trời vợ đánh kiểu này mà giờ không nhận là ổng đi đâu. Ông nói, thầy mà không nhận con. Con nói thiệt cho thầy biết, con ra cầu sông Sài Gòn con dày. Nói, ông đừng có nhảy nó cao lắm. Nhảy xuống nó ngợp, chết mồ luôn đó. Mình vui vui quý vị. Xong thôi thôi thôi, ông cứ ở đây ông tu đi. Tu ở đây 3 tháng. Bữa nay nhìn bóng bẫy ngon lành luôn. Không ai ngờ người này ngày xưa bị vợ đánh. Hôm qua vợ nó mới lên. Chỗ là tao nó vừa lên nó gặp ổng nó làm nè. Ổng gặp ổng sợ quá quý vị. Rồi xong ổng chạy lại chỗ những đứa ngồi. Chạy lại những đứa ngồi, núp 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 núp. Nó ông làm gì à? Gì à? Làm núp 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 cho lưng tôi kỳ à? Nó vợ con, nó vợ đâu? Mình cũng xanh mặt quý vị. Tại vì vợ này nó đánh cái thằng này ghê quá. Ai biết được nó đánh mình sao trời. Trời trời. Mặt mày mà để giảng pháp nó đánh mình chạy chùa. Mấy cô cười chết. Phật tử đồ nó quê. Mắc cười mình chết mồ đúng không? Vợ đâu? Nó đâu? Trời trời nhớ. Mới nhắc nó đến nó bước là ngay cái chỗ Như Đức nó đứng. Như Đức nó nói gì đây? Ông về đâu núp đây đứng lên. Ghê không quý vị? Kinh chưa? Nói con nói cho thầy biết chuyện chồng con để con xử lý, thầy đừng chen vào. Nhưng Đức nói hồi đó giờ chen vô cũng mấy đứa té rồi đó. Ở nhà là chồng của cô, nhưng khi đi vô đây lính của tôi. Ghê quá vậy. Mình cũng hù dọa đại một cái coi sao. Nó mà cương lên mình đứng lên mình đi chứ sao. Chứ bây giờ sao bây giờ quý vị? Mình nuôi người ta bây giờ mình cũng ra mặt chút xíu. Chứ nếu không giang hồ cười chê chết. Biết không? Này, ở nhà vợ cô nhưng mà vô đây là lính của tôi không? Có gì không? Dạ, mô Phật. Xuống nước liền. Xuống nước quý vị. Mình làm như cũng hộ pháp giang hộ nghe quý vị. Đến gần ta sợ. Mô Phật. Niệm A Di Đà Phật chứ không phải mô Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc này chảnh nó lại chảnh liền. Lên mặt liền. Tấn công. Mình là một người phụ nữ không có được đánh chồng như vậy nghe không? Bây giờ ổng đã đi tu được rồi, để cho ông tu đi. Đem ông về đánh người đánh ông làm cái gì? Hiểu không? Từ hôm nay vô đây phải đàng hoàng, không đàng hoàng cho ra ngoài. Dạ. Tôi chọn biết xanh mặt xanh mày bị ơi. Xong dạy nó này nó kia nghe lời quý vị. Xong lấy cái máy niệm Phật nó lỡ gần đây. Trời trời. Đưa cái đầu vô gần kế bên. Đưa đầu đây. Đưa. Dạ. Bóp vô cái đầu. Hồi xưa giờ nhiều người kêu gõ đầu không bao giờ gõ nghe quý vị. Mà con nhỏ này nó dữ quá. Đưa đầu đây. Dạ. Bóp vô cái đầu một cái. Đeo cái máy niệm Phật vô. Cái gì vậy thầy? Cái này mà đeo vô một cái nha. Về mà hung dữ nó xiết họng chết. Quý vị ơi, nó gặp người tu nó ngán quý vị ơi quý vị. Xong im re. Không, lỡ nói với chồng thôi anh, vậy anh tu đi. Thôi em xin lỗi anh hồi đó, giờ em đánh anh nhiều quá. Giờ nghe thầy dạy em biết rồi, em hiểu rồi. Thôi em không đánh anh nữa đâu. Chồng nó ừ phải vậy đó.
Tôi biết. Người ta đi theo không phải đơn giản đâu quý vị ơi, quý vị. Mình phải có bản lãnh gì một chút người ta mới theo y gì chứ không phải. Tự nhiên mà giờ người ta bị vợ đánh mà người ta lợ mà nó đánh mình luôn thì không ai đi theo mình đâu quý vị. Đúng không quý vị? Chứ không lẽ bây giờ người ta bị vợ đánh mình lợ mà tìm nó mà tự nhiên mình nói mày ra bước ra nó đánh mày đi thì để tao đi thì nó ai mà theo mình. Nói mình hù một cái xanh mặt, mình nói trong bụng na tao hù mày không sợ thì tao đi. Cuối cùng giải quyết vấn đề, ông chồng nói thầy số 1. Trong cái lúc đó mình cũng cầu Bồ Tát gia hộ nghe quý vị. Thấy cái mặt nhỏ này đặng đặng khá sát khí, chứ nó có vỏ nữa. Mình hồi xưa cũng được luyện được vài chiêu mà không lấy đánh lộn với nó. Kỳ cục quá quý vị, đúng không? Mình nói Bồ Tát gia hộ cho con, thằng hộ pháp gia hộ cho con. Giờ gặp cái cơ này dữ quá. Bữa nay mà không chiến thắng được là quê lắm Bồ Tát ơi. Nói cho bụng như nghe nhắm trong lòng á. Trong tâm mình nhắm trong. Nên quý vị mà gặp sự cố gì mà trở ngại trong cuộc đời bị nhắm nghe. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Ai Di Phật gia hộ cho con, Ai Di Phật gia hộ cho con. Ai Di Đà Phật gia hộ cho con, Ai Di Phật gia hộ cho con. Niệm Phật nhắm niệm Phật cầu Phật gia hộ, cầu Phật gia hộ nghe. Và tự nhiên quý vị có một cái quái lực lạ kỳ. Thu nhiếp ta liền quý vị ơi. Nó lúc mà chồng mà đánh bóp nghe vị ai vậy đà phật ai vậy chồng đánh không có được, còn quý vị mà lúc đó quý vị là nó tán vô mặt luôn á, mình mà sợ sợ nó tán luôn á chứ không có giỡn đâu quý vị. Mà mình ai vậy đà phật 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 ai vậy đà phật. Đừng có sợ một chút gì trong tâm là nó không đánh được, nhưng mà chỉ cần mà ai vậy đà phật mà còn sợ chắc ai vậy đà phật ai vậy đà phật cho nó quýnh cái chết bồ luôn là nó quýnh đó. Tại cái đó là mình chưa tin Phật nên bổ nguyện không có gia trì được, hiểu không? Nó còn nếu mình tin hoàn toàn bổ nguyện là tức khắc nó không có đánh được, sao đánh được chợ. Nên mấy cái bà mà nghe tu giảng mà chồng vẫn còn đánh là do mấy bà chưa nhiếp tâm, mấy bà chưa đạt đến cái cảnh giới mà như bất động. Hôm qua tu luyện cảnh giới đó cái thành công liền, thấy chưa? Đúng con nhỏ nó dữ lắm chứ không phải giỡn chơi đâu. Cho nó vô nè. Thầy nó thầy nè. Người mình tự nhiên nhưng sống nay nó dẻo kỳ vậy ta. Mỗi bữa sao sống cứng hôm nay, sao sống sao nó yếu quá kỳ. Nói cho bụng lên mình là Nam Di Đại Chúng Vô mà nghe nhỏ này hù cái sợ sao ta. Quýnh chồng nữa đâu phải quýnh mình đâu mình sợ. Kỳ cục với ta. Tự nhiên mà nó mới vô nó cũng hù ghê. Thầy nó gì thầy. Thầy nè, cái gì? Trời tự nhiên xếp ghê. Này mù Phật, Phật Bồ Tát gia hộ cho con. Nếu không con cũng bỏ con chạy chết vô. Bỏ cổ chạy lấy người. Sao giờ quý vị? Mình là phàm phu mà chiến này không thắng mình câu chiến khác. Chứ mình vào vô bậy bạ nó chết hết á. Không phải quý vị ơi, mình là người nên là người, có người là thành công trong việc lớn thì mọi mặt của mình làm sao mà mình liệu cơm gấp đầu hũ. Chứ mình đừng có mà thấy không chắc ăn mà nhào khơ chết mồ, đúng không? Mình hù cái người ta không sợ thì nói vậy thì hai chồng cứ giải quyết vấn đề tới thầy. Thầy có công chuyện, có cái buổi họp thầy phải đi. Đi họp chứ sao bây giờ mình đi họp. Mình còn nghĩ mấy ngàn người nên có thằng này để nó đánh thằng đi. Không được thì thôi mình đi họp. Thầy họp ở đâu? Có công chuyện thầy họp con. Hiểu không? Không mà cái gì cũng có Phật Bồ Tát gia hộ. Nhưng một câu chuyện kể cho quý vị nghe, nó cũng làm cho quý vị mắc cười. Mà chắc chắn nhiều bà mà coi trực tiếp cái câu chuyện này bà cũng cười chết mù. Hiểu không? Đó. Nên nó chung quy lại là con người phải đầy đủ năng lực, năng lượng đầy đủ. Mà năng lượng này là cái tâm từ bi phải phát ra. Rồi con người phải thường niệm Phật, phải vui vẻ, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Thì năng lượng quý vị tích tụ rất là đầy. Khi năng lượng quý vị mà đầy rồi giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh. Việc gì cũng giải quyết mau, buồn đến cũng cực kỳ mau chuyển hóa. Nên cái câu mà tổ sư nói rằng không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Là ngay cái chỗ giác ngộ nhanh là ngay chỗ nào? Năng lượng đầy đủ. Nhớ nghe, năng lượng đầy đủ nó mới phát triển. Mình có năng lượng đầy đủ thì mình làm gì cũng thành công.
giao tiếp ai cũng thành công. Cái góc độ sự tư duy mình cũng nhạy bén, này quan trọng. Mà khi con người có năng lượng đầy đủ, quý vị nhớ là cái chuyện buồn phiền đến với mình nó giải quyết cũng mau. Giống như nó quay cái buồn phiền qua cái một cái vèo rồi xong à. Cái bực bội khó chịu gì nó quay qua mau lắm. Mà cái phương pháp mà tích tụ được nguồn năng lượng đó là gì? Quý vị nhớ, quý vị mà buồn người ta là hao năng lượng nhất, giận người ta là hao năng lượng nhất, sân hận là hao năng lượng nhất. Hao năng lượng, con người mình nó bị héo hon. Héo. Vì thấy cái bong bóng mà lúc mà chưa bơm hơi lên, vì coi cái bong bóng nó làm sao? Xẹp lép, mỏng dách, đúng không? Nhưng mà bơm hơi vào bong bóng nó phì lên to bự mà nó còn bay lên được luôn, thấy chưa? Nên cái người mà nó đầy đủ năng lượng giống người mình nó bay vậy đó. Nó tự tại á, hiểu chưa? Còn con người mình hết năng lượng thì giống như con người mình khô cằn sỏi đá, héo hon, gầy gò, mặt mày bèo nhèo như cái bánh bèo. Cái hôm mà bữa thứ bảy mà tuần trước mà tuần mới qua đây nè, mấy cô mình chiên bánh bèo á. Như Đức vô, như Đức nói nhìn mấy cô chiên bánh bèo xấu á. Bánh bèo gì, cái gì tròn, cái thì méo, cái thì nhỏ, cái tứ tung lăng tăng. Nhìn bánh bèo kỳ cục ghê, thấy không? Nó, thì mấy cô nói rằng là bánh bèo của chúng con chiên gọi là đa nguyên văn hóa. Người ta chiên bánh bèo thì chỉ có một loại bánh bèo để người ta bán một giá tiền thôi quý vị. Còn chùa mình chiên cho Phật tử dùng, nên chiên nhiều loại bánh tùy theo phước đức của mỗi người. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình vui vẻ là một phương pháp để mà tích tụ năng lượng cao nhất. Phương pháp đó. Mà khi con người mình nó thường vui nhiều, ngay vì cái buồn nó đến với mình nó chuyển hóa nhanh lắm. Nếu mà như mà những đức mà con người không có năng lượng rồi, trong chùa mình chắc những đức chắc tối ngày buồn hoài luôn. Tại vì chuyện này chưa giải quyết xong mà chuyện kia nó đến, nó nhiều chuyện quá mà quý vị, nhiều người á. Nuôi con người nó khó lắm. Nhà quý vị thấy có một hai người quý vị thấy khó không? Mà nó ưa gặp cái trường hợp là gì nè, quý vị để ý. Quý vị đang vui vậy đó, mà trong gia đình quý vị có quan gia. Trong gia đình có, dù có hai ba người mà nó có một người, mỗi lần bị gặp nó là vì phải tức. Mà nó ưa đi tìm quý vị nghe, đúng không? Tìm mình nó, lúc quý vị buôn bán nó không lời mà nó lỡ nó xin tiền, nó cứ ngồi đó, nó này nó ngồi đó đó, không cho nó ngồi đó, nó canh đó, nó ngồi nó nói này nói kia nói nọ, rồi nó cằn nhằn cử nhử nó. Bởi vì cái số chút quý vị tức quá, quý vị nó quý vị cầm tiền bị liền với này nè, ông nội ông đi đi. Đi cho tôi buôn bán cho được ngày nay coi. Ngày nay mà tôi bán không được ông chết với tôi, nghe chưa? Nó làm gì đó quý vị? Có khi con, có khi chồng, có khi vợ. Nó làm gì đó. Mình làm cực khổ, mình lo kiếm tiền. Vậy mà nó lợ, nó làm cho mình tức chơi đó. Nó lợ, nó xin tiền. Xin tiền nó này, nó kia, nó nọ. Thấy không? Đó, nên từ nơi đó, hoặc là nó canh cái lúc mình đang tiếp khách rồi. Nó lợ. Canh đang tiếp khách nó lợ. Nó canh đang tiếp khách, nó nghĩ rằng có khách mình không dám tức. Mình đưa đại cho nó đi, cho nó đi phước mắt cho rồi đi. Mà quý vị lúc đó quý vị bị dính vào cái tâm đó, quý vị tiếp khách nó không còn ấn tượng đặc biệt. Tâm nó tức rồi đâu có tiếp khách nói chuyện hay nữa quý vị. Nên cái này là những cái cẩn thận. Cái cẩn thận là mình, nó con quan gia nó làm cho mình tan nhà mất mạng. Nó dùng mọi cách nó làm cho mình hao năng lượng chứ. Vừa hao năng lượng với nó mà vừa mình thất bại trong công việc của mình luôn. Đó, cái này phải cẩn thận đó nghe. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng những đứa có thể giữ được cái tâm trạng mà lên giảng pháp đồ này kia.
là những đứa khéo léo nhìn ra được. Nó có khi mà trước thời gian mình giảng pháp là chuyện này chuyện kia, nảy nọ tứ tung lang tan. Nếu mà mình mà ôm chấp mình dính vô, như ngày xưa là dính đó quý vị. Ngày xưa là bị dính nó lên là lôi cái việc đó ra bàn liền. Nhưng bây giờ là xả nó ra cấp kỳ luôn, là nhìn đức biết à. Thì ra là mình có cái nguồn năng lượng cao độ, nên từ nơi đó mà nó chuyển xây những cái không vừa lòng không vừa ý nó qua cấp kỳ. Thấy rõ ràng rồi. Rồi khi quý vị mà có nguồn năng lượng đầy đủ, quý vị sẽ niệm niệm gì người ta, mà quý vị thì nhìn ra được sự việc. Nên những đức ở trong chùa có một nơi mà có nhiều cái chương trình giảng của những đức, quý vị thấy nó độc lạ đồ, nó nhìn nó thấy nó đặc biệt chưa, nó làm cho sống động ghê chưa. Khi chương trình đâu cần đông đâu, chỉ có một mình những đức thôi mà nó làm những cái việc lạ thường, làm cho công chúng bị sôi nổi sôi động lên quý vị. Nó từ cái nhắc tu, từ cái cảm động tâm, rồi từ cái mà thấy ba trợn khùng điên gì tùm lum tùm la, nó đa dạng nằm trong đó quý vị. Mà mình hiểu rồi quý vị, nói mình nhìn cái xã hội thì mình thấy người ta lập một cái trang, người ta kiếm tiền, người ta dùng đa dạng cách, hình thức lạ kỳ, tứ tung lang tang, đúng không? Nhưng mà con người ta thì thích cái gì lạ kỳ là phái bay vô coi quý vị ơi. Coi rất là đông, làm đẹp thì nó không coi, mà làm xấu, làm bắt trợn, làm cùng khùng đồ nó coi. Nên bây giờ Phật pháp mình cũng phải phù hợp vào căn tính đó cho nó coi, đúng không? Mà cái mà thu hút gì đi chăng nữa mà vô cái là bị cho nghe có mặt hiệu liền, thấy không? Nó bấm nó nhào vô cái là nó nghe ai với đạo Phật dính liền, nó quay cái khác để dính ư? Khi nó có coi hết đâu quý vị, nhưng mà nó nhào vô cái là nó dính ai với đạo Phật liền, cái là nó nhảy ra là nó dính ư, đúng không? Đó. Mà có khi vài trăm ngàn người được không đó quý vị ơi, không có giỡn đâu. Như cái trang của những đức là cái trang mà chính của mình á, là cái trang nó không có lấy tiền gì hết trơn, nên nó cái lượng người mà coi tới 100 mấy chục ngàn, 200-300 ngàn là dữ lắm đó quý vị. Vậy mà những cái buổi mà ví dụ như những đức ngồi trong quan tài đâu đó, ồ thấy chưa, có một ngày một mà bữa nay là 120 ngàn người coi rồi đó quý vị, một ngày một à. Còn cái trang của chú này bỏ lên mấy trăm ngàn người luôn mà. Còn cái trang của kia của mình nữa là cũng nhiều nữa. Vì coi đó, nó nằm vào 500-600 ngàn người trong một ngày. Người ta coi á. Thì thấy không? Đó. Dùng đa dạng phương tiện á để mà gieo duyên cho chúng sanh đó. Có nghĩa là những đứa ngồi nơi những đứa suy nghĩ, ủa bây giờ mình phải làm cái lạ lạ gì ta, để đem Phật pháp giới thiệu cho họ, để chúng sanh nó thích lạ nó phái vậy đó. À, rồi thêm cái nữa nè, quý vị nhớ nè, quý vị làm cái lạ được mà nhiều người coi được là quý vị phải biết cái sự ảnh hưởng của quý vị á, chứ không phải ai làm lạ nó cũng coi đâu quý vị ơi. Bây giờ đâu, nghĩa là cái sức ảnh hưởng của quý vị nó quá lớn rồi. Quý vị đừng có làm nó quá nghiêm túc, làm nó quá nghiêm túc á thì nó đẩy mình lên, nó làm cho cái danh và cái ngã mình nó tăng lên theo cái vị trí đó đó. Tại vì mình quá nghiêm túc rồi, mình như bậc đại sư vậy đó, thì tự nhiên cái ngã mình theo đó mà tăng lên, thì người ta phải tìm cách gì cái này cái kia, kiếm những cái điểm này kia của mình để nó chọt cho te tua tả tơi mình. Trước nhất mình đừng có để họ chọt mình, mà mình hãy đem những cái gì mà mình khùng khùng điên điên ra trước. Trước thời gian là chủ động đó quý vị. Chủ động. Nó giống như mà ngày xưa nhà Đức ở bên cạnh một người mà nhà Đức thấy khi mà qua giảng một cái là nghe người ta lại ngoài đường thấy ghê. Đó là đứng nhìn thấy rõ ràng luôn. Rồi từ pháp hội từ phía sau đi lên đây nè là kinh khủng lắm. Nó nhìn nó hoành tráng lắm quý vị ơi. Nhưng Đức đều biết những pháp hội gì hết. Tại Nhân Đức là người đứng ra sắp xếp chương trình. Vì sao Nhân Đức không làm gì mà một mình thui thủi chạy qua giảng? Mình làm gì nó đỡ bị bắt. Đỡ bị bắt. Hiểu không? Ví dụ như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày làm sao cũng được. Tại vì ngày cứng cỏi à, chứ không ai bắn hàng chi ngày già, ngày lớn tuổi, gần mắt à. Ai bắn cái người gần chết, hiểu không? Trẻ mà mình mà làm cái chuyện hình thức mà ghi gớm đồ này kia là nó bắn mình. Nhưng mà có những lúc mình phải đánh lên một cái chương trình nó hoành tráng, nó lớn, ầm ầm, chấn động, rồi xong mình mới trở về vị trí điên điên khùng khùng. Đó, giúp cho bị tồn tại lâu dài.
giỡn đâu. Nó làm cho quý vị, nó làm cho người ta đắn đo suy nghĩ. Cái ông này có lúc sao nhìn kinh khủng á, lúc sao cùng khùng kỹ chợ. Làm cái chuyện lạ lạ như hôm qua những đứa quay công đoạn 3-4 phút mà ngủ gục á. Ai coi cũng mắc cười quý vị ơi. Mà xưa quý vị đâu có thấy mấy cái chương trình nào mà ông thầy mà tiếng tâm mà làm kỳ cục, đúng không quý vị? Làm gì kỳ cục, suy nghĩ những điều lạ kỳ đúng không? Nhưng ai mà hiểu thì sẽ tự nhiên sẽ thấy à, sẽ biết à. Nó phải có năng lượng lắm mới có cái nghĩ gì đó quý vị. Tại vì cái nghĩ đó là cái nghĩ mà mình phải hạ mình xuống, tự mình hạ mình xuống, phải ngủ gục đồ này kia. Nhiều Phật tử ta nói: trời ơi, ông thầy ông tu vậy mà ông còn ngủ, còn tao ngủ bình thường. Tao ngủ tao bình thường nên tao tu chứ sao, đúng không? Đó, thì thấy cái đó là, cái đó là nó năng một số người mà người ta thấy người ta tu không được quý vị, là người ta vô người ta tu. Nó rồi hồi sáng này mà quấy công đoạn mà ho như số mũi. Hồi sáng này có mấy bà Phật tử lỡ nói: trời trời, hồi sáng thấy thầy đuối te tua, mà sao mà thầy hỉ mũi là có mũi thiệt mà. Nó thì phải làm cho nó thiệt. Thì quý vị coi cơ thể mình chỉ cần mình gặn nó vài cái thôi, thì nó ngứa gỗ, nó ho thì nó mũi nó chảy ra chứ làm sao. Thì nó thành thiệt chứ làm sao quý vị, đâu có giả đâu, đúng không? Nhưng mà vậy đó nghe, mà nó làm cho một số người đó: ôi ông thầy này ông ho cái ông niệm Phật kìa. Vì thì mình ho mình niệm Phật. Ông hỉ mũi cái ông ai với đạo Phật, thì mình hỉ mũi mình ai với đạo Phật. Thấy không? Phải cuộc sống hàng ngày không? Thấy chưa? Những cái điều đơn giản mà nếu quý vị chân thật, quý vị áp dụng thì quý vị sẽ được lợi ích rất là lớn. Lợi ích lớn dữ lắm. Tại vì Phật Pháp nó đơn giản, với tổ sư mới nói là bình thường là đạo. Nên mình đi vào cái vai trò bình thường nhất, nhưng mà muốn đi vào bình thường mà sức ảnh hưởng á, là quý vị phải có những cái giai đoạn cực kỳ, nó như mà lễ Viết Quan Âm 3.000 lại, 30.000 lại, 3.000 lại đó đó. Nó phi thường đó quý vị. Đúng không? Chương trình mà nó phi thường thì phải đẩy nó lên một chương trình lớn, thiệt là lớn lên, hoành tráng. Nó khi nó trở lại là tự nhiên còn có mình. Đó, nó có nghĩa là để cho nhắc nhở mình trong cái cuộc đời này, bản thân ở chúng ta có hoành tráng cỡ nào, tiếng tâm, danh tiếng cỡ nào, thì cuối cùng chúng ta trở về là bản thân mình. Con đường này tự đi vậy ơi. Nó rõ ràng ra con đường giải thoát là tự mình đi. Con đường giải thoát nó không phải là bạn bè rủ nhau chạy dù dù, nó không phải đâu. Cái đó là cái hình thức tu chơi thôi. Còn con đường giải thoát là con đường đi cá nhân. Nó cá nhân à. Tại vì kẻ đi trước người đi sau là cá nhân chứ làm sao. Chứ ít khi nào mà chúng ta với chồng mình mà hai người chết lượt giáng sanh lắm. Ít lắm. Nó nên con đường này có trước có sau. Nên chúng ta mọi người biết gài dựng thì bản thân mình tự con đường này mình đi cho tốt mà. Thật sự quý vị biết á, những đức hiểu rồi. Không có cái buồn nào ai mà làm cho mình buồn hết trơn á. Cái buồn là tại mình đó, chứ không phải là người ta đem đưa cho mình đâu. Nó rõ ra hai cái bánh, cái bánh ngon, cái bánh dở. Người ta có quyền, người ta mời quý vị ăn, quý vị có quyền chọn cái bánh quý vị ăn, đúng không? Có quyền chọn chứ. Đó, nên một bài chia sẻ mà tính ra tiếng mấy đồng hồ á. Ồ, gì? Gần 2 tiếng đồng hồ luôn rồi trời. 8 giờ gử tới giờ 10 giờ 25. Sao mau dữ vậy ta? Thôi, hẹn gặp ở Cực Lạc quý vị ơi. Nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.